30 sáng, Paris từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con tu nội tịnh hạnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai 15 tháng 11 2021, Phật lịch 2565. Đề tài hôm nay: môn học Phật pháp cơ bản, phần 1, Đức Phật, bài 14, giáo hóa với nhiều phương tiện, phần 3, sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng biên soạn và giảng dạy. Và mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lời Tam Bảo, và chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Và con kính cung thỉnh Thượng tọa. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh, túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điệu ngữ, thiện nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, lễ, làm phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, và giờ đây mà con chưa có thấy Thượng tọa. Năm bộ bạch thầy chào, kính đại đệ chư tôn đức, thân chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục loạt bài nói về phương tiện giáo hóa. Bài học này cũng như những bài học trước, qua đó chúng ta có thể thấy một điều rằng đối với chúng sanh vốn có nhiều cái căn tính sai biệt, Đức Phật ngài đã phải dùng nhiều cái cách giảng dạy khác nhau, và với một những câu chuyện được ghi lại trong kinh thì thứ gì đôi khi chúng ta thấy rằng Phật pháp mang cái tính phổ thông nhiều hơn là cái thuần túy về đời sống tu tập mà nhiều người nghĩ. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì dĩ nhiên là ngài dạy rất là nhiều về sự tu tập nội tâm, nhất là giới định tuệ. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà Đức Phật ngài không dạy đến những cái lĩnh vực khác. Ví dụ như là thiện pháp ở trong đời sống của người cư sĩ,
Hôm nay chúng ta có ba câu chuyện sẽ nói trong bài học của tuần này, cũng nằm trong đề tài giáo hóa với nhiều phương tiện. Thứ gì đó là Đức Phật Ngài đã cảm hóa một nàng dâu ngỗ nghịch như thế nào. Rồi trong một câu chuyện khác, một vị tỳ kheo bị bệnh mà lại cô đơn, được Đức Phật Ngài chăm sóc ra sao. Và sau cùng thì chúng ta nghe về câu chuyện của Bà La Môn Sundarika, là một vị có rất là nhiều những thành kiến, định kiến, đã được Thế Tôn cảm hóa như thế nào. Xin được đảnh lễ Thượng Tọa Từ Siêu. Mới vừa vào mà sư huynh sư đệ mới nói sơ sơ về bài học ngày hôm nay, không biết là sư huynh có nói thêm một ít trong phần dẫn nhập của bài học này không? Nếu được thì xin kính cùng trình sự Thượng Tọa Từ Siêu trước khi quý Phật tử đọc cho bài học. Dạ, dường như Thượng Tọa Từ Siêu chưa nghe được. Nếu vậy thì quý Phật tử có thể và quý Phật tử có thể đọc đọc bài học ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý Phật tử. Dạ, con xin phép được điều viết cho cô nữ tịnh, cô tu nữ tinh hạnh ạ. Con xin được đọc bài. Dạ, cảm ơn Nguyên Sương cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, do đường nhạc Việt Nam bị có vấn đề, con thấy những vị ở Việt Nam ra vô rất là nhiều lần, nên con xin phép được đọc bài. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Phần 1, Đức Phật, bài 14, giáo hóa với nhiều phương tiện, Ba La Mã. Đức Thế Tôn là Phật, là bậc giác ngộ và khai ngộ chúng sanh hiểu rõ lẽ thật, lãnh hội sự thật không đơn giản như phát khởi lòng tin ở thần linh hay cá nhân nào đó. Chúng sanh vốn dị biệt về căn cơ, không đồng đẳng về phúc đức, đa dạng trong khả năng nhận thức. Để chuyển hóa và khai ngộ cuộc đời, Đức Phật đã phải dùng rất nhiều phương tiện khác nhau. Bá gia thì bá tánh, muôn người thì muôn bệnh, trăm cái khổ không cái khổ nào giống cái khổ nào. Kho tàng minh mông của bản kinh điển đã ghi lại rất nhiều câu chuyện, mà qua đó cho chúng ta thấy được tâm đại bi vô lượng của Đức Thế Tôn trong sự giáo hóa chúng sanh, ngộ nhập tri kiến giải thoát. Cảm hóa nàng dâu ngang bướng, chánh pháp đã được Đức Phật giảng giải không phải chỉ có giới, định, tuệ cho người tu tập, mà bao gồm nhiều lĩnh vực gần gũi trong đời sống hàng ngày của người cư sĩ. Đã là đời sống thì có vật chất, có tinh thần, có đạo, có đời, có những thứ thiêng liêng, đạo vị, mà cũng có những điểm rất bình thường trong cuộc sống cư sĩ thế tục. Nếu đi vào kho tàng kinh điển sẽ tìm ra rất nhiều lời dạy thoạt nghe như không liên hệ tới Phật Pháp, lại có công năng chuyển hóa cách suy nghĩ của con người. Suchata là em út của nữ cư sĩ Visakha, xuất thân giàu có và xinh đẹp nên tánh tình cao ngạo. Khi trở thành con dâu của ông cấp cô độc Suchata, dù là dâu con nhưng tánh khí không được nhu thuận dễ thương. Một lần Đức Thế Tôn đến nhà ông cấp cô độc, tình cờ nghe bên trong có tiếng gắt gỏng nặng lời to tiếng vốn hiếm khi có trong gia đình, mà người trên kẻ dưới hầu hết đều thuận thành trong Phật Pháp. Đức Thế Tôn đã hỏi vì sao
và được trả lời là do nàng dâu Suchata tánh khí không biết kính trên nhường dưới, nên thường to tiếng với người trong nhà, không khuyên bảo được. Đức Phật cho gọi Suchata đến gặp Ngài. Đức Phật đã không khiển trách Suchata mà chỉ nói về bãi hằng vợ và cho nàng sự lựa chọn. Sau khi Suchata đến đảnh lễ Đức Phật, bậc đạo sư đã nói: Này Suchata, có bảy loại vợ, thế nào là bảy? Vợ như người sát nhân, vợ như người ăn trộm, vợ như người chủ nhân, vợ như người mẹ, vợ như người chị, vợ như người bạn, vợ như người nữ tỳ. Này Suchata, có bảy loại vợ cho người đàn ông, mà con thuộc loại vợ nào? Bạch Thế Tôn, lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn con không hiểu rõ ý nghĩa một cách rộng rãi. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho con để con có thể hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn. Vậy này Suchata, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng, Suchata, vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Ai tâm bị vế nhiễm, không từ mẫn thương người, thích thú những người khác, khinh rẻ người chồng mình, bị mua chuộc bằng tiền, hăng say giết hại người, hạ người vợ, như vậy được gọi sát nhân thê. Còn hạng nữ nhân nào tiêu xài tài sản chồng, do công nghiệp đem lại hai thương nghiệp, nông nghiệp, do vậy nếu muốn trộm, giàu có ít đi nữa, hạ người vợ, như vậy được gọi là đạo tặc thê. Không ưa thích làm việc biến nhát, nhưng ăn nhiều, ác khẩu và bạo ác, phát ngôn lời khó chịu, mọi tánh của chồng đàn áp và chỉ huy, hạ người như vậy, hạ người vợ như vậy được gọi là chủ nhân thê. Ai luôn luôn từ mẫn, có lòng thương xót người, săn sóc giúp đỡ chồng, như mẹ chăm sóc con, tài sản chồng cất chứa, biết hộ trì gìn giữ, hạ người vợ như vậy được gọi hiền mẫu thê. Ai như người em gái đối với chị lớn, biết cung kính tôn trọng, đối với người chồng mình bởi tâm biết làm quý, tùy thuận phục vụ chồng, hạ người vợ như vậy được gọi hiền muội thê. Ai ở đời thấy chồng tâm hoan hỷ vui vẻ, như người bạn tốt lành đã lâu từ xa về, sanh gia đình hiền đức, giữ giới và trung thành, hạ người vợ như vậy được gọi bằng hữu thê. Không tức giận an tịnh, không sợ hình phạt trường, tâm tư không hiềm hận nhẫn nhục đối với chồng, không phẫn nộ tức giận, tùy thuận lời chồng dạy, hạng vợ sẫm nhị, như vậy được gọi nữ tỳ thê. Nếu vợ là sát nhân, hay như là đạo tặc, hoặc như thế chủ nhân, vợ ấy thiếu giới hạnh, ác khẩu và vô lễ, khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào địa ngục. Ở đời các hạng vợ như từ mẫu hiền muội, như bằng hữu nữ tỳ, an trú trên đức hạnh, khéo phòng hộ lâu ngày, khi thân hoại mạng chung, được sanh cõi an lạc. Này Suchata, có bảy loại vợ này đối với người đàn ông, con thuộc hạng người nào? Bạch Thế Tôn, bắt đầu từ hôm nay, Thế Tôn hãy xem con là người vợ đối với chồng như người vợ nữ tỳ. Chăm sóc cho một tỳ kheo trọng bệnh, không người quan tâm. Trong đoàn thể nào cũng có những cá nhân sống bên lề của sự quên lãng, hay cả trong tăng chúng, thời Đức Phật cũng vậy. Điều này thường xảy ra với những tỳ kheo thường tịnh tu, không đạo bạn hay không được biết nhiều trong tăng chúng.
căn tướng là cộng đồng của những tu sĩ, mà thường là mỗi cá nhân phải biết tự lo bản thân, không làm gánh nặng cho người khác. Từ xưa đến giờ, sự chăm sóc những tu sĩ già hay bệnh hoạn là vấn đề không đơn giản trong chùa chiền. Có một tỳ kheo bệnh không ai chăm sóc được Đức Thế Tôn chăm sóc. Lần ấy Đức Phật đi quanh tịnh xá để xem xét sinh hoạt, tăng chúng có thị giả Ananda đi theo. Dạ, con xin đọc lại. Lần ấy Đức Phật đi quanh tịnh xá để xem xét sinh hoạt của tăng chúng có thị giả Ananda đi theo. Khi đi ngang qua một am thất có mùi hôi bay ra, đó chính là chỗ ở của một tỳ kheo bị bệnh nặng, không người chăm sóc, đang nằm trên phân và nước tiểu. Đức Phật dạy tôn giả Ananda đi lấy nước, rồi ngài và thị giả đã lau sạch cho tỳ kheo bệnh và đặt vị ấy trên chiếc giường sạch. Sau khi cắt đặt việc chăm sóc cho vị tỳ kheo bị bệnh, Đức Phật đã cho triệu tập chư tăng trong chùa để huấn thị. Ngài hỏi, chư tỳ kheo có biết một vị đồng tu bị bệnh nặng không, người chăm sóc? Chư tăng trả lời, do vị ấy không qua lại với ai trong tăng chúng, nên không người quan tâm. Đức Phật đã dạy ba điều. Này chư tỳ kheo, các con không sống với cha, với mẹ, nếu không chăm sóc nhau thì ai sẽ là chăm sóc các con? Những ai thật sự thương kính như đây sẽ chăm sóc những pháp lữ bị đau bệnh. Rồi Đấng Đại Bi cũng ban hành giới luật đối với thầy tế độ, thầy giáo thọ, học tăng, sa di khi bị bệnh thì tăng chúng phải chăm sóc. Nếu không làm vậy, toàn thể tăng chúng trong chùa phạm điều đức khá tá, điều vụng về trong hành xử đáng khiển trách, có bản dịch là tác ác. Kèm theo điều luật này, Đức Phật cũng dạy thế nào là một người bệnh khó chăm sóc, không chịu làm theo sự chỉ dẫn thích hợp để chữa trị, không chịu uống thuốc, không chịu nói rõ bệnh trạng, không có đủ khanh nhận đối với sự đau nhức khó chịu của thân mình. Đức Phật cũng dạy thêm thế nào là một nhân tuyển thích hợp để chăm sóc người bệnh. Có hiểu biết về y dược, biết cái gì thích hợp hay không thích hợp cho người bệnh, biết đem cái gì cần và mang đi cái gì không cần cho bệnh nhân, không nặng lòng với danh lợi, không ngại những dơ bẩn của người bệnh, có khả năng trợ duyên tinh thần với pháp thoại. Độ người mang nặng định kiến. Trong giới tôn giáo, người ta thường hành xử với những quan niệm cố hữu về cái gì đúng, cái gì sai dựa trên tín ngưỡng. Điều này đặc biệt nổi bật trong văn hóa Ấn Độ, một xã hội nặng niềm tin ở hình thức cúng kiến và rất khó mở lòng để nghe những đạo lý không mang màu sắc thời vượng lễ nghi. Bà Lã Môn Sundarika Paradwaja là một thầy cúng nổi tiếng, có lần làm lễ tế lửa bên bờ sông đã gặp Đức Phật. Như thường lệ, sau khi tế đàn, vị ấy tìm người để có những thực phẩm cúng tế. Nhìn thấy Đức Phật ngồi gần đó, dù vị thầy cúng này không ưa những sa môn tịnh tu, nhưng lại sanh ý đến hỏi là tu kiểu gì, sau khi chết sanh về đâu nếu không thờ phượng thần linh thượng đế. Những gì bà Lã Môn Sundarika thấy và nghe ở Đức Phật hoàn toàn bất ngờ, và chính ông cũng có quyết định bất ngờ. Câu chuyện được ghi lại như sau. Bà Lã Môn Sundarika Paradwaja thấy Thế Tôn đang ngồi dưới gốc cây, đầu được bao trùm
Thấy vậy, tay cầm món ăn cúng tế còn lại, tay phải cầm bình nước đi đến Thế Tôn. Và Thế Tôn nghe tiếng chân của bà Lạ Môn Sundarika hóa Radhoa Chá tiền tháo đồ trùm mở đầu bà Lạ Môn Sundarika Phagaradhoa Chá nghĩ đầu vị này trọc, vị này là người trọc đầu, nghĩ vị muốn trở lui. Rồi bám môn Sundarika Phagaradhoa Chá lại suy nghĩ trọc đầu ở đây một số bà Lạ Môn cũng vậy, vậy ta hãy đến hỏi vấn đề thọ sanh. Rồi bà Lạ Môn Sundarika Phagaradhoa Chá đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn, thọ sanh tôn giả là gì? Thế Tôn, chớ hỏi về thọ sanh, hãy hỏi về sở hành. Tùy theo mọi thứ củi, ngọn lửa được sanh khởi, dầu thuộc nhà hạ tiện, bậc ẩn sĩ tinh cần, được xem như thượng sanh, biết tầm, quý trừ ác, điều thuận bị chân lý, thuần thục trong hành trình, thâm đạt các thánh kinh. Phạm hạnh được nguyên thành tế lửa đã đem lại, hãy cầu khẩn vị ấy tế lễ làm đức thờ vị ấy xứng cúng dường. Sundarika, vật cúng này của con thật sự khéo cúng dường, nay con đã thấy được bậc sáng suốt như ngài. Con không thấy một ai có thể sánh được ngài, không có người nào khác thọ hưởng vật cúng này. Tôn giả Gotama, hãy thọ hưởng vật cúng, ngài thật là Bà Lạ Môn, là bậc đáng tôn trọng. Thế Tôn, ta không có hưởng thọ vì tụng hát kệ chú. Thường pháp không phải vị, đối với vị có tri kiến, chứ đã loại bỏ hát các kệ chú. Chân thật niệm chánh pháp, sở hành là như vậy, bậc đại sĩ vẹn toàn cúng dường phải khác biệt. Đoạn tận các lậu hoặc, trạo hối được lắng dịu với những bậc như vậy, cơm nước phải cúng dường, thật chính là phước điền. Cho những ai cầu phước, vậy thưa tôn giả Gotama, con phải cho ai vật cúng còn lại này? Này Bà Lạ Môn, trong toàn thế giới chư thiên, ma vương, phạm thiên thế giới, trong chúng Sa Môn và Bà Lạ Môn, trong thế giới chư thiên và loài người, ta không thấy một ai ăn vật cúng còn lại này có thể tiêu hóa được, ngoại trừ Như Lai, hai đệ tử Như Lai. Này Bà Lạ Môn, bệ này Bà Lạ Môn, hãy quăng vật cúng còn lại này tại chỗ không có cỏ xanh, hai nhận chìm xuống nước nơi không có loài hữu tình. Rồi Bà Lạ Môn Sundarika Phagaradhoa Chá nhận chìm vật cúng còn lại ấy vào trong nước nơi không có loài hữu tình. Vật cúng ấy được quăng vào trong nước liền xì lên, sôi lên, phun hơi và phun khói lên, ví như lưỡi cài đốt nóng cả ngày. Khi bỏ vào trong nước, bèn xì lên, sôi lên, phun hơi và phun khói lên. Cũng vậy, vật cúng còn lại ấy, khi được quăng vào trong nước, bèn xì lên, sôi lên, phun hơi và phun khói lên. Rồi Bà Lạ Môn Sundarika Phagaradhoa Chá hoảng hốt lông tóc dựng ngược, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, liền đứng một bên. Đức Thế Tôn nói lên bài kệ cho Bà Lạ Môn Sundarika Phagaradhoa Chá đang đứng một bên. Này Bà Lạ Môn kia, chớ có nghĩ gì tịnh sự sắp đặt củi chứa, như vị chỉ bề ngoài bậc thiện nhân dạy rằng người ấy không thanh tịnh. Với những ai chỉ muốn thanh tịnh mặt bên ngoài, này Bà Lạ Môn kia, ta từ bỏ củi lửa, ta chỉ nhen nhúm lên ngọn lửa từ nội tâm, ngọn lửa thường
ngọn lửa thường hằng cháy, thường nằm cháy nhiệt tình. Ta là bà bậc, ta là bậc La Hán, ta sống với, ta sống đời phạm hạnh. Bà là môn kia, người mang ách khiêu mạng, phẫn nộ là khỏi hương. Dạ, con xin đọc lại câu này. Phẫn nộ là khói hương, vận ngôn là tro tàn. Lưỡi là chiếc muỗng tế, tâm là chậu tế tự, tự ngã là ngọn lửa. Còn người khéo điều phục chánh pháp là ao hồ. Giới là bệt nước tắm, không câu uế trong sạch. Được thiện nhân tán thán là chỗ bậc có trí, thường tắm trừ vẻ tạp. Khi tay chân trong sạch, họ qua bờ bên kia. Chánh pháp là chân lý, tự chế là phạm hạnh. Chính con đường trung đạo giúp đạt tối thắng vị. Lãnh lễ bậc trực tâm, ba gọi tùy pháp hành. Khi được nói vậy, Bà La Môn Sundarika Paradoacha Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thai. Tôn giả Gotama, thật vi diệu thai. Tôn giả Gotama và tôn giả Paradoacha trở thành một vị A-la-hán nữa. Biên soạn Thượng Tọa Giác Đẳng. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Kính bác cô Chị Quỳnh, bạch sư tôi từ xưa thấy Thượng Tọa nãy giờ ra vô nhiều lần vì được truyền. Bây giờ thấy Thượng Tọa có vẻ ổn định rồi. Không biết sư huynh có hoan hỷ giảng một câu chuyện đầu tiên nói về việc Đức Phật cảm hóa đàn dỗ ương ngạnh không? Nếu sư huynh giảng xong bài đầu tiên thì tỉnh sư huynh đi nghỉ. Rồi phần hai phần sau sư đệ sẽ giảng và sau đó sư đệ sẽ cùng với chư tăng để thảo luận. Quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút nha. Đôi khi đường truyền của chư tăng không có được tốt ngày hôm nay. Thấy tất cả chư tăng ra vào rất là không ổn. Nhưng mỗi khi được biết là Internet ở Việt Nam lúc này đang có vấn đề rồi. Có lẽ thì tôi từ xưa không nghe được hay là không có ở trước máy. Nên thì chúng tôi sẽ bắt đầu đi vào nói chuyện hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ chư Tổ sư, đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, thực tình thì khi mà nghĩ về đạo, khi mà nghĩ về chánh pháp thì chúng ta thường nghĩ đến cái gì rất là sâu kín về nội tâm, rất là miên mật về sự tu tập, và đặc biệt là chúng ta thường nghĩ đến con đường giác ngộ giải thoát. Tuy nhiên ở trong văn hóa của Ấn Độ, mà đặc biệt là trong văn hóa Phật giáo, chữ Dharma hay là Pháp, và nếu chúng ta nói một cách cá biệt hơn là nói về thiện pháp và bất thiện pháp, tức là những nguyên tắc tốt đẹp cho cuộc sống, thì những cái nguyên tắc này thưa quý vị, nó lại bao hàm rất là nhiều lĩnh vực, chứ không phải riêng về việc tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ, không riêng vì đối với đời sống các vị xuất gia, mà chúng ta cũng nghe Đức Phật Ngài dạy rất là nhiều điều. Mới nghe thì mình thấy rằng đó là cái chuyện nó không liên quan gì đến Phật Pháp, nhưng mà thực sự nó là thiện pháp. Và những lời dạy về thiện pháp có đó
nó lại có cái công năng để cảm hóa chúng sinh của cuộc đời này. Một cái ví dụ rõ ràng là câu chuyện hôm nay mở đầu cho bài học này. Trong cái loạt bài nói về những cái phương tiện giáo hóa của Đức Phật, hay là giáo hóa bằng nhiều phương tiện đó, thì thưa quý vị, chúng ta đặc biệt đề cập đến những giai thoại. Trong trường hợp này, Đức Phật Ngài đến nhà ông Cóc Cô Độc, rất là dễ dàng để nhận thấy rằng ở trong nhà ông Cóc Cô Độc, ông là một người cư sĩ rất là thuần thành. Vậy là một người có cái sự cống hiến rất lớn ở trong cái sự hộ trì Tam Bảo. Và hình ảnh của Đức Phật, hình ảnh của Tôn giả Xá Lợi Phất và nhiều chư tăng và vị tỳ kheo mỗi ngày đến nhà ông để nhận cái thực phẩm cúng dường, hay là có những buổi sáng trước khi Đức Thế Tôn và chư tăng đi khất thực, có khi ghé nhà ông Cóc Cô Độc ở trong những ngày trời lạnh để ăn một bữa cháo sáng, dùng cháo xong rồi các ngài lên đường đi khất thực. Thì việc đó cũng là một việc rất là bình thường. Mà đôi khi Đức Thế Tôn Ngài cũng có những lời dạy trong Cốc Cô Độc. Không phải là vì ông chưa đủ tốt trong đời sống cư sĩ, mà tại vì ông là một người đã rất là tốt trong điều đó, nên chi Đức Phật nhân sự có mặt của ông để làm một cái tiền đề mà Ngài giảng dạy về những cái pháp thích hợp cho đời sống tại gia cư sĩ và trở thành những bài kinh để đời mà về sau này chúng ta thường được biết trong những cuốn sách mà nói về cuộc sống của người cư sĩ trong Phật pháp. Và câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện ở trong gia đình của Cóc Cô Độc. Và Đức Phật Ngài đến nhà không phải là để thuyết pháp cho nhân vật đó, mà Ngài đến nhà để thọ trai, để nhận sự cúng dường thực phẩm. Và dĩ nhiên Ngài có bụng và ít lời dạy Phật pháp. Ở trong nhà Cóc Cô Độc thì từ người lớn nhất là Cóc Cô Độc cho đến con cái và các gia nhân đó, ngoài cái niềm tin Tam Bảo sắc son thì những người này đều là những người rất là lễ độ, biết cái cách để bày tỏ cái sự tôn kính đối với Đức Phật, đối với chư tăng, đối với các bậc trưởng thượng. Nhưng mà có một ngày Đức Phật Ngài đến nhà, mặc dù Ngài ngồi bên ngoài, nhưng mà Ngài nghe được cái tiếng đằng sau đó, có cái lời qua tiếng lại, to tiếng, nặng lời. Một chuyện mà hiếm khi, có phải nói là chưa từng xảy ra ở trong cái nhà của một người cư sĩ nhân cốc cô độc. Và Đức Thế Tôn đã hỏi Cốc Cô Độc là tại sao trong nhà lại có cái người to tiếng như vậy, có chuyện to tiếng như vậy. Thì Cốc Cô Độc chắp tay bạch Đức Thế Tôn là con của một nàng dâu, tức là sư cha ta, tính tình rất là ngỗ nghịch, thường có cái thái độ nặng lời to tiếng với người trong nhà, nhất là những gia nhân, và có khuyên bảo nhưng mà cũng không thay đổi được. Thì thưa quý vị, nói về nàng Sujata đó,
Thì ở trong kinh thì có nhiều người tên Sujata lắm. Chữ Sujata là nói cho người nữ, người nam là Sujata. Sujata thì gì là thiện sanh. Thiện sanh tức là người sanh ra ở trong cái điều kiện tốt đẹp, bản thân tốt đẹp từ lúc sanh ra, và sanh ra trong một gia đình lương hảo gọi là Sujata, thì chúng ta gọi là thiện sanh. Và chúng ta có rằng Sujata đã từng cúng dường cơm sữa cho Đức Phật. Đó là đàn Sujata ở dòng sông Uruvela. Đàn Sujata ở đây đó là em út của bà Visakha. Bà Visakha là đệ nhất nữ cư sĩ Đức Phật. Tức là tại thành Xá Vệ có hai vị cư sĩ đệ nhất là nam cư sĩ, đệ nhất là ông Khóc Cô Độc. Nữ cư sĩ đệ nhất là bà Visakha. Bà Visakha có nhiều chị em, nhưng mà người em út là nàng Sujata thì rất trẻ. Nàng là người xinh đẹp, lại xuất thân từ gia đình giàu có. Cả hai, như chúng ta biết là Visakha và Sujata đều là con của Palamu Hananjaya, tức là một gia đình thế gia vọng tộc, vừa có địa vị vừa có giàu có. Nhưng mà nàng Sujata thì không có giống như là người chị của mình là bà Visakha. Nàng Sujata được nuông chiều nên từ nhỏ đã kiêu căng. Thế như vậy mà thường tự thị, thường có cái thái độ là xem thường người ăn kẻ ở, và cái ngôn ngữ thì nó không được đẹp, không được tốt lắm. Sau này do cái duyên đưa đẩy, nàng Sujata về làm dâu của ông Khóc Cô Độc, tức là con trai của ông Khóc Cô Độc cưới nàng Sujata. Thì mặc dù làm dâu với nhà chồng, và cả bên nhà của nàng Sujata và bên nhà chồng đó, đều là phần tử thuần thành hết. Nhưng mà nàng Sujata về thì cũng thái độ đó, cũng ngôn ngữ đó, và làm cho trong gia đình ông Khóc Cô Độc đó, có cái không khí là nó không đẹp lắm. Ngay cả chính Đức Phật lâu lâu ngày đến nhà, một ngày cũng nghe cái tiếng nặng nề to tiếng ở trong nhà. Và khi Khóc Cô Độc thưa với Đức Phật về người con dâu của mình, thì Đức Phật ngài dạy rằng hãy gọi Sujata ra đây. Thì thưa quý vị, khi mà ông Khóc Cô Độc cho người đi gọi nàng Sujata ra, thì nàng biết là Đức Phật, nàng cũng cung kính đến đảnh lễ Đức Phật. Đảnh lễ xong ngồi xuống một bên, và Đức Phật ngài cũng không có khiển trách, ngài cũng không có rệ, mà ngài chỉ nói về bảy hàng vợ. Dạ, đời bảy hàng vợ. Thật ra thì đàn ông thì cũng bảy hàng chồng, và người đàn ông thì, người đàn bà thì cũng bảy hàng vợ. Dạ, cũng thuộc bảy hàng vợ, và người ông thuộc bảy hàng chồng. Không riêng này, không riêng đối với người nữ, mà ở đây đặc biệt là trong trường hợp là Sujata, là Sujata thì Đức Phật dạy về bảy hàng vợ, như là vợ như là sát nhân, vợ như là đạo tặc, vợ như là chủ nhân, rồi vợ giống như là em gái hay chị gái, thì là vợ giống như là hiền mẫu, hoặc giả là vợ như là nữ tỳ. Thì thưa quý vị, có bảy hạng người vợ, thì Đức Phật ngài nói rằng, ngài dạy rằng có ba hạng người vợ mà do cái cư xử đó sau khi bất sanh vào trong cõi khổ, đó là vợ giống như sát nhân, vợ giống như đạo tặc, vợ giống như là chủ nhân. Và có bốn hạng vợ, mà bốn hạng vợ này đó thì trái ngược lại. Ba hạng vợ trên, ba hạng vợ đầu là sau khi mất sanh vào trong cõi khổ, nhưng bốn hạng vợ sau đó là vợ giống như là hiền mẫu, vợ giống như chị gái hay là em gái,
vợ giống như là bằng hữu, vợ giống như là nữ tỳ. Thì bốn hàng vợ sau đó là bốn hàng vợ sau khi thân ngoại mạng chung sanh vào cõi an lạc. Đức Phật chỉ dạy về bảy hàng vợ như vậy thôi. Mà trong sách ra ngày xưa, chúng tôi nhớ là khi mới vào trong chùa thì thấy ngài tự sự ngài có in trong một cái kinh thẻ tức là một cái tờ giấy, một cái tờ giống như flashcard của chúng ta bây giờ nói về bảy hàng vợ, như là sắc nhân thế, đạo tặc thế, chủ nhân thế, rồi hiền mẫu thế, rồi hiền mùi thế, rồi bằng hữu thế, rồi tự nữ tỳ thế, lô bột thế. Thầy giỏi chúng tôi đọc cái đồng tiếng tôi thấy làm lạ, sao mà Đức Phật dạy pháp ngày cũng dạy những điều đó. Nhưng mà thứ gì chúng ta lắng nghe câu chuyện thực kỷ đó, thì Đức Phật nói ở trên đời này có bảy hạng người vợ như vậy. Dạ, vợ như là sát nhân, vợ như là đạo tặc, vợ như là chủ nhân, vợ như hiền mẫu, vợ như là chị hay là em gái, vợ giống như là bạn hữu, bạn thân, hay là vợ giống như nữ tỳ. Thì Đức Phật ngài chỉ dạy như vậy. Và sau đó thì ngài hỏi Sujata, ở trong bảy hàng vợ đó con muốn là con thuộc cái hạng vợ nào? Quý vị để ý nha, cái cách dạy này rất là thú vị, bởi vì Đức Phật ngài không khiển trách, ngài cũng không la rầy, mà ngài chỉ nói trên đời có bảy hàng vợ như vậy đó. Rồi sau khi ngài giải rõ thành rõ là thế nào là loại vợ thứ nhất, thế nào vợ thứ hai, thứ ba, bằng câu kệ vừa gãy gọn, thì Đức Phật ngài hỏi rằng con nghĩ rằng trong bảy hàng người đó thì con muốn hạng vợ nào? Thì thứ vì Sujata đó vốn là một người can ngạnh ngỗ nghịch, và nếu mà bị rầy thì chắc thế nào cũng có thể là bằng mặt không bằng lòng, hay là thế nào bị rầy và bị khiển trách đó, thì có thế nào cũng có phản ứng. Nhưng ở đây là chỉ nghe và trong cái nghe đó có suy nghĩ. Và ban đầu Đức Phật nói ngắn không hiểu, Đức Phật nói dài thì nàng hiểu. Và chẳng những vậy mà Đức Phật để cho nàng lựa chọn. Thì sau khi suy nghĩ thì Sujata mới nói rằng bạch Đức Thế Tôn, xin từ nay ngài nhận biết con về thuộc hạng vợ thứ bảy, tức là vợ là nữ tỳ. Và từ đó trở đi, thưa quý vị, từ đó trở đi nàng trở nên rất là nhu thuận và rất là dễ thương, ở trong nhà cũng không cô độc, và cuộc sống hôn nhân của nàng hạnh phúc hơn, ở trong gia đình bên chồng quý nàng hơn, và chính bản thân của nàng thì cảm thấy lợi lạc nhiều hơn. Thế đây chúng ta thấy là như vậy. Đức Phật là Phật. Đức Phật là một bậc đạo sư. Mà đệ tử thì có từ vua Ba Tư Nặc xuống cốc cô độc, và từ người trí thức cho đến bình dân. Đối với trong gia đình cốc cô độc thì dùng cái chữ gọi là bậc cao trọng nó không đủ để diễn tả về Đức Phật. Trong gia đình ông cốc cô độc á, chẳng những kính, chẳng những thương, chẳng những thờ Đức Phật, mà bản thân ông cốc cô độc á, lại là một người đệ tử. Dạ, gọi là đệ tử, gọi là trọng tin tam bảo. Nhưng mà Đức Phật không bao giờ nói chuyện trong cái tư cách của một người có thẩm quyền, hay là nói chuyện trong tư cách của một người lớn. Tại vì, thưa quý vị, con người được chuyển hóa không phải là do quyền lực đâu. Ví dụ như một người đã làm sai, mình nghĩ là ai làm sai cái điều gì, mình cứ kêu lên mình la người đó thôi, thì người sẽ thay đổi. Không phải vậy. Con người mình á, có nhiều khi mình thay đổi á, nó đến từ sự hiểu biết của mình, hiểu biết mình mới thay đổi, chứ không phải là mình bị đàn áp mình thay đổi. Hai cái đó khác nhau lắm. Thật ra khi mà chúng ta đọc câu chuyện mà Đức Thế Tôn ngày cảm hóa nàng Sujata vô cốc cô độc, thì chúng ta thấy Đức Phật làm công việc của một nhà giáo dục, của người làm giáo dục. Giáo dục không có nghĩa là đàn áp, giáo dục không có nghĩa là lúc nào cũng chỉ trích khiển trách, mà giáo dục là cho người ta có sự hiểu biết,
cho người ta có sự lựa chọn. Krishnamurti đó là một nhà tư tưởng Ấn Độ. Krishnamurti có lần nói câu nói này là một nhà giáo dục chân chánh không phải là thấy giùm, biết giùm, hiểu giùm người khác hay bắt buộc người khác phải hiểu, mà vị đó có khả năng mời người ta đứng vào trong một cái góc cạnh mà người này có thể thấy những điều mình muốn người ta thấy. Đây là điểm rất là thế gì? Chúng ta thường thích nói chuyện bằng tiếng nói có thẩm quyền. Nói cách khác là chúng ta thích nói chuyện bằng cách là à, đây là đúng, đây là sai, phải làm điều này, phải làm điều kia. Bởi vì có nhiều người nói rằng là bên Thiên Chúa giáo có chữ những điều có thể gọi là điều răn. Có những điều răn, tại sao trong đạo Phật có chữ nào gọi là điều răn không? Đạo Phật không gọi là điều răn. Cái tính cách của người Phật tử, thưa quý vị, không phải là mình nghĩ chừng đó là tốt mà mình bắt người khác phải làm như vậy, mà người ta không làm như vậy thì mình có thái độ kỳ thị người khác. Không phải. Mà đúng ra Phật Pháp là một hệ thống giáo dục. Hệ thống giáo dục đó đó đặt ra một cái chuẩn mực quan trọng, đó là con người nên có được sự hiểu biết. Và từ sự hiểu biết đó đó mình mới nên thay đổi. Từ sự hiểu biết đó đó mình tự chuyển hóa chính mình. Và đó là con đường của sự giáo dục. Con đường giáo dục nó không giống như con đường của một cái tính cách là đề ra một cái gì đó mà bắt mọi người phải làm theo. Chúng tôi nhớ rằng ở trong cái lịch sử đương đại của nhân loại có một cái xã hội rất là thất bại, đó là xã hội chủ nghĩa, đó là chế độ cộng sản. Ngày xưa đó thì người ta đưa ra những điều như là cái gì cũng phải tập thể, và ngay cả một nhà văn viết câu chuyện khô hài là ngấm răng phải ngấm tập thể, không được cái gì cũng tư hữu cá nhân, và dần dần nữa thất bại hết. Dạ, thất bại hết. Tại sao chủ nghĩa cộng sản thất bại? Tại vì chủ nghĩa đó không hiểu cái sự giáo dục con người, mà chỉ muốn dùng quyền uy, dùng nhà tù, dùng súng đạn. Không, con người của chúng ta đó là để thay đổi và để thực sự tốt đó. Chỉ khi nào chúng ta có hiểu biết, càng lớn càng hiểu biết thì chúng ta càng thay đổi. Thật ra đây là một mấu chốt rất là quan trọng ở trong cái sự thay đổi con người. Và Đức Phật Ngài đã cho Sujata có cái đề tài để suy tư, để hiểu. Và chẳng những vậy mà tự mình lựa chọn. Sujata đã hiểu rằng à, thế ra làm vợ không phải có nghĩa là làm lễ rồi lấy chồng, người về nhà chồng mà làm vợ. Mà khi mình về nhà chồng rồi, cái thái độ cư xử, cái cung cách đi đứng đối xử với người chung quanh vân vân, điều đó nó cũng khiến cho mình trở thành một người thế này, người thế kia. Không có ai muốn rằng mình làm vợ, làm chồng mà trở thành đạo tặc, làm sát nhân, làm gia trưởng khắc khe hay là vân vân. Người ta muốn mình được tốt. Thì thưa quý vị, rõ ràng Sujata được Đức Phật khai thị. Ngài đã nói về bảy hàng vợ. Và hỏi Sujata, con nghĩ con muốn thuộc về hạng vợ nào? Sujata trả lời rằng, bạch Đức Thế Tôn, kể từ hôm nay, tức là cầu xin Ngài chứng minh đó, là con sẽ là người vợ giống như một nữ tiên. Dĩ nhiên là nàng quyết tâm, đó là thái độ quyết tâm, thái độ phục thiện của nàng. Nàng đặt để mình ở một cái địa vị thấp nhất, nhưng mà lại rất là thành công ở trong sự thay đổi bản thân. Và đã khiến cho nàng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn. Và bên nhà chồng lại thương quý nàng nhiều hơn. Bây giờ thì chúng ta bước sang câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này, thưa quý vị, thì có lẽ là một câu chuyện rất là đặc biệt phổ thông. Hết sức là thú vị là ở trong kinh điển của Phật giáo Bắc truyền thì lại không có nói nhiều. Khi chúng tôi sang Đại Hàn hay là chúng tôi sang Đài Loan, ở Khoa Liên có cái tu viện của Sư Bà Chứng Nghiêm là Từ Tế, thì có một cái bệnh viện họ làm một cái
bích họa mà bằng gạch đen cẩn lại đó. Ở trên đó vẽ hình ảnh của Đức Phật chăm sóc cho vị tỳ kheo bị bệnh. Và chúng ta hiểu rằng câu chuyện này đã có một cái tác động tinh thần rất là mạnh. Nó đã vượt khỏi cái biên giới của tông phái, của văn hóa, mà trở nên rất là phổ cập. Quý vị nào vào trong Google á, mà tìm cái đề tài Đức Phật mà đi tìm khám bệnh, rồi tìm cái phần image, tức là hình ảnh á, thì quý vị cũng sẽ thấy nhiều hình trong đó. Thì thưa quý vị, sống trong một ngôi chùa thì cũng giống như bất cứ đoàn thể nào đó. Ở chỗ đông người á, thì luôn luôn có những khuyết điểm. Và cái khuyết điểm lớn nhất của một cái đoàn thể đó là hay bỏ rơi một số các cá nhân. Nếu mình sống trong một tập thể mà mình gọi là quảng giao, tức là có nhiều bạn bè, hay sống trong tập thể mình có cái địa vị, mình có vụ này chức vụ kia, hay là mình sống trong một tập thể mà mình có cái quyền lực, thì thưa quý vị, những lúc mà mình bệnh hoạn, ương yếu thì lại có người chăm sóc. Ở trong tăng, chư tăng cũng vậy. Và có rất nhiều trường hợp ngày hôm nay, và kể cả ngay thời Đức Phật còn tại thế đó, thì có những vị tỳ kheo vì già, vì bệnh mà thiếu người chăm sóc. Chúng ta phải nhận một điều rằng chăm sóc cho người bệnh đó, không phải là chuyện thoải mái. Chăm sóc cho người bệnh là công việc rất là mệt nhọc. Chúng tôi là trụ trì ở trong chùa đó và gặp rất nhiều Phật tử. Mà thưa quý vị, những người này có mẹ, có chồng, có con bị bệnh. Và chúng tôi có thể thấy rõ ràng rằng khi mà săn sóc cho người bệnh mà gọi là săn sóc bệnh trương kỳ, bệnh kéo dài lâu, thì rất là dễ mất sức, rất là dễ xuống sắc. Có những người mẹ bệnh có 2 năm thôi mà tóc bạc trắng trên đầu hết. Tại vì cái người bệnh đó, nó đủ thứ vấn đề hết. Nội chuyện mà người chăm sóc phải trước khuya dậy sớm, ăn ngủ bất thường, rồi chưa kể là những áp lực này áp lực khác. Chăm sóc người bệnh rất là mệt. Và rồi sống trong chùa thì nó có cái sự kiện là tất cả những thành viên vào trong chùa đó thường là sống trong sự tự lực, phải biết tự chăm sóc chính mình. Tại vì ai cũng có chuyện riêng, ai cũng có cái sự tu tập, và không có ai muốn vào chùa mà để phải bận lòng, để phải nặng nề cưu mang cho người khác. Đó là cái chuyện mà chúng ta phải thành thực mà nói như vậy. Phần lớn là ở trong chùa đó thì rất là ít khi, lâu lâu chúng ta mới tìm một người mà hay quan tâm chăm sóc người khác, chịu khó. Thí dụ như là chúng tôi sống rừng rất nhiều vị, ở trong cái duy nhất có ngài Hộ Giác đó, lúc mà ngài còn khỏe thì quý vị, hay mỗi lần bị bệnh thì ngài hay cạo gió, ngài hay cạo gió, ngài hay cho thuốc để đầu ngài chăm sóc. Và khi nào mà ngài ở trong chùa mà nghe có vị nào bệnh thì ngài hỏi thăm lắm, lên ăn uống sao thấy bữa nay không có vị đó lên ăn, thì nói bữa nay sư nó không khỏe, là lát sau ăn cơm xong ngài xuống ngài gõ cửa, ngài hỏi thăm, rồi ngài cứ đi bác sĩ, hay ngài nhờ chư tăng nấu nồi xong, hay ngài cạo gió cho. Một vị trưởng lão như vậy là hiếm, và người khác cũng là hiếm. Cái người đi tu á phải chấp nhận điều là phải chấp nhận sống với sự vô tâm của những người chung quanh. Thần kinh mà nói thưa quý vị, thì cá nhân chúng tôi thì không đến nổi. Chúng tôi đi làm trụ trì năm 21 tuổi,
mình làm trụ trì ở trong chùa đó, thì thường là có được một điều là có những người Phật tử cùng lo việc chùa. Khi mà họ gọi điện thoại đến, họ nghe nói là bị ho hay là bị cảm này nọ đó, thì các vị đó họ quan tâm, họ lo. Phải nhận là trong cái vai trò trụ trì đó, thì chúng tôi ít có, nói thẳng là cũng chưa từng có cái trường hợp mà lúc bệnh hoạn bị cô đơn, bị bỏ rơi. Nhưng mà chúng tôi biết rằng nhiều vị sư, nhất là những vị mà chỉ là chư tăng hay là tu nữ, hay những người sống bình thường ở trong chùa đó, đôi khi bệnh hoạn rất là cô đơn. Bởi vì sao vậy? Nhất là ở trong một cái xã hội, ở trong một cuộc sống mà ai cũng có chuyện riêng phải bận rộn hết, mà chăm sóc người bệnh phải chăm sóc thường xuyên. Ở đó chúng tôi phải nói ngày hôm nay, ngay ở tại các quốc gia Phật giáo đó, như ở tại Miến Điện hay ở tại Thái Lan, người ta vẫn tổ chức những cái bệnh viện và gọi là bệnh viện của chư tăng. Nhưng mà nói bệnh viện chư tăng, nói chung là bệnh viện dành cho người xuất gia. Chúng ta không thấy Việt Nam đâu, ở bên đó có bệnh viện cho người xuất gia. Và ở trong những bệnh viện này đó, thì có y tá, có bác sĩ và cho thuốc miễn phí. Tuy vậy, khi mà đến nằm bệnh viện rồi thì quý vị biết rằng y tá thì họ chỉ có thể đến, bác sĩ đến họ coi bệnh rồi họ chăm sóc cần thiết là thôi, chứ không phải thăm viếng thường. Thành ra ngay cả khi nằm trong bệnh viện mà cũng có những vị rất là cô đơn. Chúng tôi nói như vậy là bởi vì có những lần mà chúng tôi đi sang bên Miến Điện, đi vào để cúng dường cho tăng ni bị bệnh ở bệnh viện đó, thì chúng tôi nhớ rất rõ là đi ngang những hành lang. Ở bên đó thì bệnh viện không có máy lạnh, tại bệnh viện máy lạnh là bệnh viện tốn kém lắm, mà đi vào một buổi thôi, nhất là mùa hè trời nóng mình cũng thấy mệt, đừng nói các vị ở trong đó. Và những cái phòng để các vị ở thì rất là đơn giản. Và chúng tôi nhớ là có những lần chúng tôi sang đó với một cái gia đình Phật tử ở Việt Nam, cô đó cổ làm về du lịch, cô này cũng có cái hạnh rất là tốt đó, mà chúng tôi rất là cảm kích đó, là cô hay là phước cho những cái những vị tỳ kheo bị bệnh. Có hai chị em thường đi chung với nhau, và mỗi lần cô là phước ở bên đó đó, mà có khi chúng tôi đi với chư tăng á, với sư Minh Tấn rồi chẳng hạn, hay là đi với, thì chúng tôi thấy rằng các vị thường hay cúng tiễn tỳ kheo sa di, những tu nữ mà trong các bệnh viện đó, thì mình đi vào trong đó mình mới thấy là quả thật là khi mình đi tu rồi đó, lúc mình bệnh đó, mặc dù sống ở quốc gia Phật giáo, mặc dù là có y tá, có bác sĩ, nhưng mà nói ra nó cũng hẩm hiu. Chúng tôi nói là cũng cô đơn lắm, tại vì không ai có thời giờ săn sóc hoài. Dạ, không ai thì chăm sóc mọi thứ, và người cư sĩ mà bỏ công ăn việc làm lên chăm sóc các vị tỳ kheo, các vị sa di bị bệnh là khó rồi. Ngay cả chúng tôi ở bên Mỹ này cũng biết rằng có một số Phật tử quen đó, mà khi bị bệnh đó, thì có người rất là may mắn là đông đảo con cái, bạn bè, như là con cháu đến chăm sóc. Cũng có người bị bỏ rơi, ngay cả vào trong bệnh viện thì cũng rất là cô đơn. Thì chúng ta trở lại một câu chuyện muôn thuở đó, là thỉnh thoảng Đức Phật Ngài đi chung quanh tịnh xá, những tịnh xá lớn như là tịnh xá Nirodha hay là Kositarama hay là Viluvanavihara hay là Chetavanavihara, Ngài đi. Những lúc Ngài đi như vậy đó, cùng với tháp tùng với Ngài có tôn giả Ananda, Ngài là bậc thầy. Đôi khi ngày đi như vậy để khích lệ tinh thần tu tập với chư tăng, và đồng thời Ngài cũng xem có những việc nào để có thể cải thiện cái đời sống của chư tăng. Thì có một lần Đức Thế Tôn đi chung quanh chùa, cùng đi với Ngài có tôn giả Ananda, vì đi ngang một cái
âm thất nhỏ và có cái mùi hôi từ ở trong âm thất xông ra. Và Đức Thế Tôn đã tằng hắng rồi gõ cửa. Sau đó thì có tiếng rên bên trong thì ngài xôi cửa bước vào. Thì thưa quý vị, một vị tỳ kheo bị bệnh và nằm ở dưới đất ấy, ở trên phân và nước tiểu của chính mình. Mà không có người chăm sóc. Đức Thế Tôn dạy, Tôn giả Ananda mang nước đến. Và sau đó thì là tắm rửa cho vị tỳ kheo bệnh đó, rồi dọn dẹp sạch sẽ, rồi Đức Thế Tôn và Tôn giả Ananda đã đặt vị tỳ kheo đó trên một chiếc giường sạch. Sau đó thì Đức Phật đã thuyết pháp và ngài cắt đặt cái sự chăm sóc cho vị tỳ kheo đấy. Hình ảnh của một vị Phật, một bậc đạo sư chăm sóc cho vị tỳ kheo đã là một cái biểu tượng mà cả hàng bao thế kỷ vừa qua đó, trở thành một ấn tượng sâu sắc ở trong nhiều thế hệ khi mà nghĩ về Đức Phật. Sau khi mà tắm rửa xong chăm sóc cho vị tỳ kheo như vậy đó, thì Đức Phật trở về và Đức Phật ngài cho Tôn giả Ananda đi tu tập chư tỳ kheo ở trong chùa lại. Thưa quý vị, tôi hỏi chư tỳ kheo rằng không biết chư tỳ kheo có biết là có một vị tỳ kheo bị bệnh ở trong chùa không, bệnh nặng không? Thì chư tỳ kheo thì dạ có biết. Và một vài vị trong lớp bạch là vị đó là vị mà thường sống cô độc một mình, không qua lại với ai hết. Thành ra vì khi bị bệnh đó thì cũng không có người nuôi tới. Thì thứ vì Đức Phật để đã dạy câu này. Nếu quý vị quan hệ sửa lại lúc chúng tôi viết đánh máy buổi tối, chúng tôi quen tay đánh sai chữ này, này chữ thì kêu chữ này đó bỏ dấu ớ, chữ này là không có dấu ớ, chữ ở này chữ thì kheo. Các con không sống với cha với mẹ, nếu không chăm sóc nhau đó thì ai chăm sóc các con? Một lời dạy rất là chí thiết, một lời dạy mà thú vị. Nếu chúng ta nghe cho kỹ nữa, và nếu quý vị đọc được tiếng Phạn thì quý vị sẽ thấy rằng rất là thấm thía. Hỡi chư tỳ kheo, các con không có sống với cha với mẹ, nếu các con không chăm sóc với nhau thì ai sẽ chăm sóc các con? Mình đi tu á thì lúc tới lửa tắt đèn thì chỉ biết nhờ đạo bạn thôi, chứ biết nhờ ai bây giờ? Đó là lời dạy của Đức Phật. Và Đức Phật không dừng ở tại đó, mà này còn nói thêm một câu nữa là những ai thương kính Như Lai đó thì người đó sẽ chăm sóc cho những pháp lưỡng bị đau bệnh. Thì thưa quý vị, câu này đó lẫn văn, và về sau này đó thì người ta lại gia giảm, người ta lại viết thành một câu khác. Và cái câu khác đó nó lại được rất là phổ thông trong Phật giáo Đại Thừa, là phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nhưng mà cái chuyện phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật đó thì nghe cũng hay, nhưng lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác với câu này. Cái câu này nói như vậy là nếu mà mình thật sự thương kính Đức Phật thì mình sẽ chăm sóc cho những pháp lượng. Nó tương tự như trường hợp này là ở trong nhà mình có cha mẹ, và cha mẹ có nhiều người con,
Nếu mình thương cha mẹ đó, thì Đức biết lo cho anh em. Chứ nếu mình chỉ thương cha mẹ không, mà mình không lo cho anh em bị tai nạn, bị bệnh hoạn, mình bỏ rơi đó, thì thật sự mình chưa có thương cha mẹ. Hay là có thương mà thương không trọn. Có nhiều người đó, mình thương cha mẹ không cần lo anh em, không phải. Mình thương cha mẹ thì phải biết lo cho anh em. Tại vì sao vậy? Những đứa con trong gia đình, đứa nào cha mẹ cũng bận tâm hết. Và nếu các con chăm sóc nhau thì cha mẹ đỡ bận tâm. Đức Phật dạy câu này dễ như hàm ý như vậy. Là nếu mình thật sự thương kính đến Đức Phật, thì mình sẽ có cái trách nhiệm, có cái tình thương với những đệ tử khác của Đức Phật, với những người con khác của Đức Phật. Nếu mà mình nói mình thờ Phật, mình tu theo Phật, mà mình bỏ rơi những đứa con khác của Đức Phật, thì thật sự không, mình chưa thương cho đủ. Chúng tôi chưa nghĩ là có chuyện đắp đổ nữa. Có nhiều khi mình nói mình thương Đức Phật, nhưng mà có những người Phật tử khác đi chùa, mình không hài lòng, mình nói sao cho họ đừng đi chùa nữa. Có những vị tu sĩ là về Phật sự mà mình không thích, mình đập đổ cho vì đó. Nhưng rồi mình đập đổ những người con Phật khác, rồi mình nói mình thương Phật, thì cái đó nghe cũng hơi kỳ. Nhưng mà ở đây hàm ý một điều như vậy là, nếu chúng ta thật sự thương kính Đức Phật, hầu hạ, muốn hầu hạ Đức Phật, thì chúng ta sẽ chăm sóc những pháp nữ khi những pháp nữ mình bị bệnh. Cái câu nói này là câu nói mà chúng ta nên hiểu như vậy. Nó hơi khác với câu mà phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Cái câu nói phụng sự chúng sinh dường chư Phật á, thì câu nói đó đó nó mang cái tính cách là hơi lý tưởng, và cái lời dạy của Đức thì mang tính cách là thực tế hơn. Thực tế hơn. Ở đây chúng ta thực tế hơn là như vậy, là ai cũng là con của Đức Phật hết. Và mình nói mình thương Đức Phật, nhưng mà bỏ rơi những đứa con khác của Ngài, thì thực sự chúng ta chưa thương Đức Phật trọn vẹn. Nên chi chúng ta rất cần hiểu điều này. Và thưa quý vị, rồi với cái huấn thị đó của Đức Phật, thì Ngài lại làm một việc gọi là ban hành giới luật. Khi mà có những cái duyên sự nào đó, thật ra câu chuyện này chúng ta lấy trong Mahavakka mà ra, ở trong tạng luật chứ không phải trong tạng kinh. Và trong sự ban hành giới luật thì Đức Phật Ngài có dạy rằng, nếu sống ở trong chùa mà cái vị thầy truyền giới của mình, hay là vị giáo thầy giáo thọ của mình, hay là những pháp lữ ngang bằng với mình, và kể cả những người mới tu là những vị sa di đó, hay là những người sống trong chùa bị bệnh đó, mà mình tắc trách, mà mình vô tâm, mà mình bỏ rơi, thì ở đây cả tăng chúng trong chùa, tất cả vị thầy cô trong chùa đều phạm một cái điều giới gọi là dukkata. Dạ, dukkata. Cái chữ dukkata này đó, thì thưa quý vị, trong cái truyền thống mà quý vị đọc trong luật á, những cái luật của Ngài Hộ Tông hay gì là tác ác, chúng tôi lại không có muốn dịch là chữ tác ác này. Cái chữ ác thì nó nặng lắm. Cái chữ dukkata ở đây là chỉ cho một cái hành động vụng về, hành động vụng về đáng bị khiển trách thôi. Dạ, nó là cái tội nhẹ nhất ở trong các tội liên quan tới giới luật. Dạ, ví dụ vì tỳ kheo nói lớn tiếng phải là đúng cách tá, hay là vì tỳ kheo xài đồ của chư tăng mà không có gìn giữ, không có cất, xài xong bỏ ngang bỏ dọc, cái đó gọi là đúng cách tá. Thì cái chữ đúng cách tá mà dịch là tác ác, thì cái chữ ác nó nặng lắm, chúng tôi không biết, chúng tôi chưa tìm được cái chữ nào dịch cho thích hợp để dễ hiểu hơn. Nhưng mà đại khái nó là một cái sự phụng về hành xử, sự phụng về trong hành xử, và sự phụng về đáng khiển trách gọi là dukkata. Và khi tăng chúng bị, nếu trong chùa mà có một vị nào mà bị bệnh mà bị quên như vậy, mà chư tăng biết mà không có chăm sóc, thì tất cả đều phạm dukkata hết, và chư tăng phải làm lễ phát lồ để sám hối về việc đó. Đó là cái lỗi. Nếu mà mình sống ở trong chùa mà mình xem là mình là người có biết luật,
mà có người bệnh mà mình bỏ rơi, cái đó là đúng cách ta. Thì thưa quý vị, không phải chỉ có chừng đó mà Đức Thế Tôn còn đi xa hơn nữa, và Ngài dạy về thế nào là một người bệnh nhân dễ chăm sóc và người bệnh nhân khó chăm sóc. Dạ. Bệnh nhân khó chăm sóc là bệnh nhân không chịu trị bệnh. Dạ. Không chịu trị bệnh mà không chịu làm theo sự hướng dẫn. Rồi không có chịu uống thuốc. Không có. Quý vị quan hỷ, quý vị quan hỷ, quý vị sửa dùng đoạn kinh này, chúng tôi lúc gửi đi hơi thiếu đó. Dạ, hơi thiếu là chúng tôi để hai cái điều là không chịu uống thuốc, bỏ đi một điều. Nhưng mà cái điều số một đó là chấp nhận chữa trị. Dạ, chấp nhận chữa trị. Rồi khi chấp nhận chữa trị rồi thì làm theo sự chỉ dẫn thích hợp để chữa trị. Rồi điều thứ ba mới là không chịu uống thuốc. Rồi điều thứ tư là không chịu nói rõ bệnh trạng. Và điều thứ năm là không có đủ cảm nhận khi mà mình bị đau đớn. Dạ. Chúng tôi nhắc lại là năm cái điều mà một người bị bệnh mà khó chăm sóc là thứ nhất là không chịu chữa trị. Thứ hai, chịu chữa trị rồi thì không có chịu làm theo sự hướng dẫn. Thí dụ tôi dặn là mình phải mặc đồ cho ấm, đừng có đi ngoài sương hay là ngoài mưa, hoặc giả là bị nghỉ ngơi, không chịu nghỉ ngơi chẳng hạn. Dạ. Thật ra chịu chữa trị rồi nhưng mà phải làm theo. Có những người chịu chữa trị nhưng mà không chịu làm theo sự hướng dẫn cần thiết. Rồi có khi làm theo sự hướng dẫn lúc mình lại sợ thuốc. Có nhiều người sợ thuốc. Hồi còn nhỏ thứ vì chúng tôi ghét uống thuốc. Dạ. Cho đến về sau này chúng tôi bị tiểu đường thì dần dần uống thuốc nhiều quá rồi tự nhiên mình cảm thấy bình thường. Bây giờ chúng tôi uống thuốc thì không có gì, hồi nhỏ chúng tôi ghét uống thuốc lắm. Hãy cho uống thuốc. Nhất là ngày xưa chúng tôi còn ở Việt Nam mà có cô Bảy Vĩnh Phúc á. Cô Bảy hay cho, khi chúng tôi bệnh cô ấy cho thuốc mà cô ấy ngồi đó, cô ấy canh chúng tôi uống thuốc xong cô ấy mới đi. Mà khi nào cô ấy đi không có mặt ở đó chúng tôi không uống thuốc. Mà cô ấy hay lắm, cô ấy cũng biết cái chuyện đó. Nhưng mà có một điều như vậy là có nhiều khi mình ngán thuốc, không chịu uống thuốc. Và người bị bệnh á là phải chịu nói rõ và nói chính xác cho cái người chữa trị mình biết là ở trong người mình như thế nào. Mình uống thuốc đó mình khó chịu ra sao, uống thuốc đó mất ra sao. Có nhiều người không chịu nói, mà nói là không chính xác. Và điều thứ năm là cái người bị bệnh nó mà thiếu sự cảm nhận. Bệnh mà cứ rên, bệnh mà cứ than, bệnh mà cứ bực bội. Thì càng rên, càng than như vậy đó, thì càng gây khó khăn cho cái người giúp cho mình. Bệnh thì ai cũng khổ hết. Yeah. Nhưng có những người có cảm nhận hay không? Là Đức Phật ngày dạy năm điều đó. Ngược lại năm điều đó là người mà không có năm điều đó đó lại là người dễ dàng để được điều trị. Dạ. Để được chăm sóc. Và Đức Phật ngài cũng dạy là năm điều kiện mà một người thứ vị là một nhân tuyển thích hợp để chăm sóc cho người bệnh. Dạ. Chăm sóc người bệnh đó là có hiểu biết về y dược, tức là chăm sóc người bệnh mà không biết hiểu biết về thuốc men thì có vấn đề. Rồi biết cái gì thích hợp hay không thích hợp cho người bệnh, rồi biết cái gì cần, biết đem đến cái gì cần và biết mang đi cái gì không cần. Dạ. Rồi không có nặng lòng với danh lợi. Có nhiều người chăm sóc người bệnh thì hay đi khoe, mình làm cái này, mình làm cái kia, hay là hoặc giả là có những vị mà chúng tôi biết rằng có cái tính là thấy ai bệnh vô chăm sóc, nhưng mà rồi gọi Phật tử đầu này đầu kia, nói cúng cái này cúng cái kia, sư này cần cái này sư cần cái kia, chứ mà thật ra thì không có cần lắm.
Chúng tôi gặp nhiều vị ở trong chùa như vậy, có cái tính là thích kêu gọi, gặp chuyện gì cũng kêu gọi Phật tử hết. Thì Đức Phật cài dạy rằng cái đó là chăm sóc người bệnh mà lại hám danh hám lợi, tức là một là muốn cho người khác biết rằng mình đang chăm sóc người bệnh, hai là muốn dùng cái người bệnh đó để kêu gọi. Mà cái chuyện này cũng rất là phiền, phiền lắm. Ở trong chùa chúng tôi nghe hoài, có những người mà thấy vị nào bị bệnh cứ lăng xăng rồi gọi điện thoại cho Phật tử nói là sư này sư đang đau, mà sư thiếu món ăn này, sư thiếu cái kia, thiếu cái nọ, mà thật sự không mang đến những vị đó hưởng thì ít, mà cái người chăm sóc hưởng thì nhiều. Đây gọi là hám danh hám lợi. Rồi một cái vị là một nhân tuyển thích hợp để chăm sóc người bệnh là người đó là không có ngại cái sự dơ bẩn khi ở gần người bệnh. Người bệnh không có sạch thứ gì, người bệnh thì có nhiều khi thiếu tắm rửa, hay là đại tiện tiểu tiện, hay hoặc giả là có những mùi hôi trong thân, hay là từ vết thương vết lở vân vân. Thì cái người chăm sóc người bệnh phải là người chịu khó chịu thương, là người đó không có ngại những dơ uế như vậy. Chúng ta thấy là cái nghề y tá đó là cái nghề phải chấp nhận những việc như vậy. Và điều sau cùng là cái người chăm sóc người bệnh mà tốt theo Đức Phật là không phải chỉ có thuốc men mà về Phật pháp nữa, về tinh thần nữa, là biết dùng những lời khuyên, lời nhắc cho người bệnh tu lập, nhắc cho người bệnh giữ chánh niệm, nhắc cho người bệnh những cái ý nghĩa rất là cao quý của Phật pháp để tâm tư người bệnh được tốt. Ở trong kinh ghi rất nhiều trường hợp là khi mình bệnh mà thân bệnh là một lẽ, nhưng mà nếu chúng ta có được cái Phật pháp thì cái tâm bệnh của chúng ta nó lại không có nặng. Tâm bệnh không nặng thì nó giúp cho chúng ta thuyên giảm được. Mà có những người chăm sóc bệnh thì có khuyên nhắc, hay là khuyên nhắc một cái đúng thời đúng lúc. Có nhiều khi khuyên nhắc quá thì cũng không được cái này cũng tới gì lắm. Nhưng cái người mà chăm sóc người bệnh nên biết chia sẻ về mặt tinh thần, biết làm sao cho người bệnh có được cái tinh thần rất tốt của giáo pháp. Thì đó là năm điều mình được Phật dạy là một nhân tiện thích hợp để chăm sóc cho người bệnh. Thì thưa quý vị, nếu chúng ta đọc kỹ lại đoạn này, từ cái việc mà Đức Phật ngày mở đầu bằng lời nói rằng chư tỳ kheo có biết rằng trong chùa có người bị bệnh không, thì chư tỳ kheo trả lời rằng chúng con có biết, nhưng mà vì đó ít có qua lại với chư tăng, thật ra lúc bị bệnh không có ai lui tới chăm sóc. Thì Đức Phật ngày có dạy rằng chư tỳ kheo các thầy xuất gia không sống với cha, không sống với mẹ, không chăm sóc với nhau, thì ai sẽ chăm sóc cho các thầy? Một lời nói rất là chí tiết. Mà Đức Phật ngày cũng họ nói thêm rằng người nào mà biết thương kính phụng sự Như Lai đó, thì người đó sẽ chăm sóc cho những người đồng phạm hạnh của mình lúc bị bệnh. Câu nói đó cũng là một lời kêu gọi rất quan trọng. Bởi vì khi nào mà những người đồng tu mình bị bệnh, mình chăm sóc, mình cũng nên nghĩ rằng đó cũng là cách thể hiện sự tôn kính đối với Đức Phật, là trách nhiệm của Đức Phật. Tại vì Đức Phật là bậc từ phụ, tất cả chúng ta là con của Ngài. Chưa kể đến cái chuyện là mình nên giữ một cái tâm tình là mình là con Phật, đừng xua đuổi những người khác, đừng làm tổn thương những người khác. Có nhiều khi mình thương kính Đức Phật, mình quy tam bảo, mình đi chùa, nhưng mà thấy người khác đi chùa mình không thích, làm sao nói nặng nói nhẹ, tại làm cách gì cái khác, người khác đừng có đi. Có nhiều trường hợp, thưa quý vị, chúng tôi sống trong chùa, có trường hợp là có những người mà họ rất sợ những người Phật tử mới, hay họ rất sợ những người Phật tử mà có cái ảnh hưởng mới vào trong chùa. Thành ra khi những người đó họ mới đi chùa đó, thì những người này tìm cách nói ra, nói vào, nói xấu, nói chuyện này chuyện kia, để cho người đó nản lòng đừng đi chùa nữa. Mà những người đó nhiều lắm chứ không ít. Và những người này họ làm hoàn toàn, họ cũng tin Phật, cũng là phước, nhưng mà họ rất sợ mất cái họ có. Nhưng mà khi mà chúng ta học Phật pháp, chúng ta hiểu thì ai cũng là con của Đức Phật.
Thì nếu chúng ta thờ thương kính Đức Phật thì chúng ta nên chăm sóc cho những người có tâm, chứ không phải là vì cái chuyện mà mình mang tất cả cá nhân mà mình bỏ rơi những người đó, hay là mình ruồng rẫy, mình xua đuổi những người đó. Ai thương kính Như Lai thì những người đó sẽ biết chăm sóc cho những bạn đồng tu khi bệnh hoạn. Đó là lời dạy của Đức Phật ở đây mà chúng ta nhớ trong câu chuyện này. Quý vị thấy rằng trong câu chuyện thứ hai mà chúng ta vừa kể đó, thì vai trò Đức Phật giống như một người cha ở trong gia đình vậy đó. Gia đình đông con, có rất nhiều chư tăng, và ở trong tăng chúng thì có nhiều vấn đề. Mà một ở trong những điều mà rất dễ xảy ra trong các tập thể đó, đó là sự vô tâm, đó là sự tắc trách. Và khi mà Đức Phật Ngài huấn thị chư tăng về điểm này đó, thì Ngài cũng nói rõ về cái tình, về cái lý. Và không những chẳng những vậy mà Đức Phật có dạy về thế nào là một người khó chăm sóc, người dễ chăm sóc, và thế nào là một nhân tượng thích hợp để chăm sóc cho người bệnh. Chúng tôi thấy rằng Đức Phật giống như một người cha, dạy con dạy căn gã lắm. Đức Phật không có dạy mà những điều mà phi thực tế đâu. Chúng ta đọc kỹ chúng ta cảm kích điều đó. Nếu quý vị Phật tử mà đọc những điều ngày hôm nay, quý vị sẽ cảm thấy rất là cảm kích, rất là dễ dàng để nhận ra rằng Đức Phật Ngài có những cái lời dạy rất là thực tiễn ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta bước sang câu chuyện thứ ba, là câu chuyện của Bà La Môn Sundari. Ở đây thưa quý vị, chúng ta nói về xã hội Ấn Độ, văn hóa Ấn Độ là một nền văn hóa đó mà có nhiều cái rất là thích hợp cho sự truyền bá Phật pháp. Thí dụ như là họ có những cái phong tục là ủng hộ cho những nhà tu. Ở Ấn Độ người ta đi tu xưa và nay cũng vậy, chỉ cần đi bưng bát đi khất thực. Người Ấn Độ thì họ không có cúng dường dồi dào, nhưng mà họ chịu là chịu bố cúng dường cho những nhà tu, đó là sự thích hợp. Hay hoặc giả là người Ấn Độ họ chấp nhận những người tu sĩ lang thang, tức là những xã hội như Hoa Kỳ người ta không chấp nhận những vị tu sĩ sống gọi là rày đây bay đó, nhưng mà xã hội Ấn Độ chấp nhận như vậy. Ở xã hội Ấn Độ đó, mình tu kiểu nào cũng có người chấp nhận được hết. Cái đó là cái đặc điểm xã hội Ấn Độ. Nhưng mà cũng ngược lại, xã hội Ấn Độ họ có những cái cố chấp, có những định kiến, có những thành kiến. Và cái định kiến, thành kiến này đó, thì nó ăn sâu vào trong tâm tư con người. Mà khi con người đã cố chấp rồi đó, thì chúng ta nói theo cái ngôn ngữ dân gian gọi là trời gầm không giả. Họ nghĩ chuyện nó tốt thì chuyện cũng phải tốt. Ví dụ như là cái chuyện cúng tế, họ xem chuyện cúng tế là một điều tuyệt đối. Và một cái người mà gọi là có đức tin, một người gọi là có tín ngưỡng, người có tôn giáo, người cuộc sống tinh thần phải là người cúng tế. Dạ. Trong sự thờ phượng Thượng Đế, trong sự thờ phượng linh thần đó, thì con người mới tốt hơn, mới gần với những thần linh hơn. Còn những vị mà không thờ phượng thần linh là chuyện khó chấp nhận. Và ở đây thì thưa quý vị, người Ấn Độ họ có rất là nhiều những cái lễ nghi trong tín ngưỡng, như là tắm nước sông Hằng để tẩy sạch những tội lỗi. Mặc dù sông Hằng rất là dơ, mặc dù thời Covid đang bị nhiễm, nhưng mà rồi người ta thấy cả hàng triệu người xuống tắm Hằng, sông Hằng để tắm, tắm lúc buổi sáng trời lạnh nữa, và mùa lạnh nữa thưa quý vị. Và phong tục lửa từ kinh nghiệm về bái hoại giáo, thờ một đấng thần linh gọi là Vô Lượng Quang, cho đến phong tục thờ lửa. Lửa là cái gì linh thiêng của đời sống, lửa là hiện thân của Thượng Đế. Họ có phong tục gọi là thờ lửa, mà chúng ta gọi là bái hỏa giáo. Nhưng thật sự bái hỏa giáo không phải là một cái tôn giáo riêng, mà bái hỏa giáo, cái tục thờ lửa đó là một hình thức rất là phổ thông của đạo Bà La Môn.
Thật ra thì điều đó dễ hiểu lắm, bởi vì ở trong tất cả những cái vật thể mà con người thấy được, biết được trong đời sống thì lửa là có cái gì khó hiểu mà rất là đa năng đa dụng và đồng thời có năng lực rất là mãnh liệt. Nên chi từ những cái sự thiếu hiểu biết về lửa đó, người ta thờ lửa. Và từ cái bái hỏa giáo đó thì chúng ta có một cái quan điểm là thờ đấng vô lượng quang. Vô lượng quang tức là một cái hào quang bất tận, thì chỉ là hình ảnh của Thượng Đế. Thì Bà La Môn Sundarika là một người thờ lửa, một tu sĩ Bà La Môn và một thầy kinh, thầy cúng chuyên nghiệp. Để trong giới tu hành ở trong tín ngưỡng có những thành phần mà gọi là thầy cúng, mà hồi phải thời xưa và bây giờ cũng vậy, và ngay cả trong ở tại văn hóa Việt Nam cũng vậy. Có những người tin rằng hãy họ cúng được là mình làm thầy cúng và thầy cúng giỏi là kể như là tu cao và tu khá rồi đó. Chúng tôi nhớ rằng chúng tôi có quen với một vài vị thầy gọi là nổi danh về cúng kiến, thậm chí là nổi tiếng về ngồi đàn chánh tế hay là nổi tiếng làm đàn chủ. Mà một khi mà những vị này mà họ ngồi đàn hay là thường tổ chức chánh tế đó, thì hầu như là những vị này họ chỉ tập trung vào chuyện đó nhiều thôi. Cũng lạ lắm thưa quý vị. Những cái vị thầy cúng á, thì rất là tự hào, tin tưởng rất là mạnh mẽ rằng cái chuyện cúng kiến á, là cái cốt lõi của tôn giáo, cốt lõi của tín ngưỡng. Mà mình sống với sự cúng kiến, tức là mình sống với cái tinh hoa và với tinh hoa của đạo giáo. Điều này chúng ta thấy rất là nhiều. Và chúng ta phải nói rõ hơn là những vị tu sĩ mà cúng kiến thường là có rất nhiều tiền, có rất nhiều người ủng hộ. Thì hôm qua chúng tôi có một chuyện rất là không biết vui hay nên buồn, tại vì có một Phật tử quen, họ rất là cũng có đi chùa, nhưng mà rồi lâu lâu họ đi chùa thì chúng thấy cũng được, nhưng mà nghe có một vị thầy phong thủy thì họ đến, họ có vẻ rất là thành khẩn để làm sao xin để rước thầy phong thủy về nhà. Mà chúng thấy thái độ vị đó, chúng tôi nghĩ rằng rất là tội nghiệp là đi chùa học Phật pháp thì không giờ học hết, cũng có nghe pháp đầu này đầu kia, nhưng mà dường như pháp nó không thấm vào trong người. Nhưng mà đúng chuyện thì cứ tin vào thầy bói, thầy phong thủy, xin đó mình cũng đầu hàng. Cúng kiến là cái chuyện gì rất là cúng kiến là một chuyện gì rất là phổ thông ở trong tín ngưỡng và luôn sinh đó đi cát. Và khi vị này cúng xong á, thì những cái tế phẩm, tức là những cái đồ cúng á, đồ cúng nhiều lắm, mấy vị thầy cúng họ cúng nhiều lắm, bởi vì những người mà thí chủ mà họ muốn làm đàn tràng á, thì họ cúng nhiều, giống bên mình gọi là cúng cô hồn á, thì đồ cúng nhiều. Và cúng xong đem bỏ thì rất là uổng. Và thường là hồi xưa người ta rất quý trọng thực phẩm, và những vị thầy cúng thì có đầy đủ rồi, thì lại tìm cách đi cho những đồ cúng này để cho ai. Chúng tôi nói chuyện quý vị nghe, nếu vị nào mà hồi chúng tôi còn nhỏ vào trong chùa, chúng tôi nhớ rằng đồ cúng là được nhiều người muốn lắm, thích lắm. Tại lý do là chè, xôi, đồ ăn, chúng ta sống trong xã hội thiếu thốn mà. Sau này bây giờ chúng tôi thấy ở bên Mỹ, có lẽ là ở Việt Nam cũng vậy, đồ ăn dư giả đó, ở trong chùa thứ gì là hầu hết đồ cúng đều để bỏ hết, đồ cúng ông để bỏ hết, tức là một là nó nguội lạnh và thứ hai là cúng ông rồi, và không ai muốn ăn hết. Và bài cúng gì mà người ta cúng nhiều lắm, hãy làm lễ cầu siêu này đó hãy cúng, và đồ đó thường là bỏ hết. Thì ông Bà La Môn Sundarika sau khi cúng xong á, những này không phải là cúng linh đâu, cúng cho thần lửa đó, thì những cái thức ăn đó ông nghĩ là tìm người cho. Ông có giáo giác chung quanh coi có mấy người chăn bò, chăn trâu, hay là có hành khất, hay có ai đó anh cho.
thì ông thấy Đức Thế Tôn ngài ngồi ở dưới một cái gốc cây, và nó cũng là một sự cố tình của Đức Phật. Nếu quý vị nào coi tấm tranh này ông vẽ, ông bà sĩ vẽ chúng tôi rất là thích, là cái y ở phía sau lưng của Đức Phật á, thì quý vị nhìn cái bức tranh đó sau lưng của Đức Phật, cái y đã kéo ra, Đức Phật ngài đã kéo cái y đó ra, ngài trùm lên trên đầu của ngài. Thật ra thì chúng tôi không có hiểu, nhưng chúng tôi nhớ là hồi nhỏ đó, ở gần sư trưởng lâu lâu cũng thấy sư trưởng ngồi kiểu đó, sẽ phơi nắng á, không biết về sau này sư trưởng còn không, như hồi chúng tôi vào chùa lâu lâu chúng tôi thấy sư trưởng phơi nắng, nhưng mà mình đó thì nếu mà không có gì che thì cảm thấy nó nóng trên đầu lắm, thật ra vừa phơi nắng nhưng mà cái y phủ lên trên đầu. Chúng thấy Đức Phật ngồi về thì ông nghĩ thôi đem đến cho vị này, thì ông đến gần Đức Phật thì Đức Phật ngài kéo cái y xuống. Thưa quý vị, Đức Phật là một vị sa môn, một vị tu sĩ đó, thì khác với những vị tu sĩ Bà La Môn. Tu sĩ Bà La Môn thường họ để tóc dài, và thường là họ xem cái chuyện để tóc đó, đó là cái chuyện gì rất là quan trọng ở trong tu sĩ Bà La Môn. Họ quấn với cái khăn vào trong đó, và có nhiều người để tóc đanh, tóc đanh tức là không cắt ra, để họ để dài ra đó. Và nó cũng có hai cái trường phái. Giống như quý vị nghe trong chuyện kiếm hiệp nói về cái bang của Ăn Sinh mà có tịnh y và ô y, cái áo trắng và áo đen, áo sạch và áo đen vậy đó, tịnh y và ô y. Thì ở trong giới tu sĩ Ấn Độ thì có vị để tóc dài gọi là tóc đanh, còn có vị cắt tóc hay là cạo. Đức Phật thì ngài không cạo trọc hoàn toàn, nhưng mà ngài cắt tóc ra cái phần còn lại thì nó ôm sát vào đầu của ngài, giống như người cạo tóc vậy. Thì ông thấy như vậy ông không thích. Ông thấy vậy ông thích, ông dội ra. Tại vì bản thân của ông á là một thầy cúng Bà La Môn. Mà quý vị nhớ như vậy là ngay cả trong giới tu sĩ Phật giáo bây giờ đó, mà chúng tôi nói Phật giáo Bắc Tông á, thì những vị thầy tu và thầy cúng á, mặc dù tu sĩ nói chung thôi, nhưng mà có những thầy cúng lại không thích những vị pháp sư, thiền sư. Mà những vị pháp sư, thiền sư lại không thích những thầy cúng. Cái đó thường khác nhau. Thành ra ông cũng có cái phản cảm khi nhìn thấy Đức Phật. Nhưng mà tự nhiên ông nghĩ thôi, mình đến để mình hỏi có vị này tu như vậy mà người sanh về đâu. Ông hỏi câu này nó hàm nghĩa như vậy là đối với bản thân của Bà La Môn Sundarika đó, ông là một người chuyên về thờ lửa, làm những cái tế đàn để cúng thần lửa. Và khi thần lửa như vậy thì họ tin rằng sau khi chết đó, thì họ sẽ sanh về để hội nhập với Đại Ngã, với Phạm Thiên, với Thượng Đế do sự thờ phượng này. Và ông không tin rằng những cái thực hành khác mà dẫn đi về đâu hết. Chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi sang bên Oregon gặp một vị cư sĩ. Cư sĩ đó họ chuyên tu tức là niệm Phật cầu vãng sanh. Và ngày hôm đó thì ngôi chùa bên đó họ mời chúng tôi thuyết pháp. Mà khi họ mời thuyết pháp thì họ lại nói thêm cái luôn cái chủ đề là hôm nay thỉnh sư nói về tứ niệm xứ. Chúng tôi cũng biết lý do tại sao họ thỉnh tứ niệm xứ. Thì chúng tôi cũng có trình bày một ít về tứ niệm xứ. Thì sau khi nói chuyện xong buổi chiều á, thì cái bác cư sĩ đó lại là cái người rước chúng tôi ở phi trường về, và cũng là người ngày mai đưa chúng tôi ra phi trường. Thì bác lại đem cho chúng tôi một gói trà 403, gói trà đắt đắt tiền. Bác đem đến đưa chúng tôi, và bác nói thầy đem về thì uống trà này ngon. Nhưng bác nói rằng rất là thương thầy, nên muốn đề nghị với thầy một điểm là mình tu cái gì thì tu, nhưng mà thầy nhớ niệm Phật nha, niệm Lục Tự Di Đà. Tại vì mình tu cách gì nữa mà mình không có niệm Phật thì không có vãng sanh, mà chết mình nếu không đi xuống thì cũng đi trở lại làm người chứ không được vãng sanh. Thầy nhớ niệm Phật. Thưa quý vị, chúng tôi không nói gì,
thì thấy được trong cái lời nói của vị cư sĩ đó đó thì rất là có tình, tức là vì nó rất là mến chúng tôi. Nhưng mà trong cái mến đó, vì nó muốn chia sẻ cái pháp tu, tại vì vị nghĩ rằng vị này thường xuyên niệm Phật là chết vãng sanh, thành ra xem đó là một cái chân lý bất di bất dịch, tại vì nó mới khuyên như vậy. Thì làm chúng tôi nhớ câu chuyện này là Bà La Môn Sundarika khi mà thấy Đức Phật ngồi thì mới nghĩ rằng đến hỏi Đức Phật coi, đến hỏi vì sao môn này cái cảnh giới tái sanh của vị này là gì. Nó lại là một lần nữa vị này lại đến với Đức Phật bằng một cái định kiến về thọ sanh. Thọ sanh tức là tu kiểu đó, sống kiểu đó thì chết sanh về đâu. Thì Đức Phật này dạy trong bài kệ này ra, tối hôm qua chúng tôi thức dậy, chúng tôi không có thời giờ để chúng tôi hiểu đến là bài này, nhưng mà chúng tôi đọc tạm cho vị nghe. Nó hỏi về thọ sanh, hãy hỏi về sở hành, là đừng hỏi về cảnh giới tái sanh trong tương lai, mà hãy hỏi về sở hành trong hiện tại đó. Tùy theo mỗi thứ củi, ngọn lửa được sanh khởi. Ông Bà La Môn niệm chiêu về thời lửa, là Đức Phật ngày lấy lửa ra ngày làm thí dụ để ngày nói. Dầu thuộc nhà hạ tiện, bậc ẩn sĩ tinh cần, được xem như thượng sanh, biết tầm quý trừ ác, điều thuận bởi chân lý, thuần thục trong hành trì, thông đạt ở thánh kinh, phạm hạnh được viên thành, tế vật đã đem lại, hãy cầu khẩn vị ấy lễ tế làm đúng thời, vị ấy xứng cúng dường. Chúng tôi phải nói quý vị là chúng tôi không có làm công việc hiểu đến bài kinh này, bài kể này, tại vì sắp tới quý vị sẽ học, chúng ta học trong giáo trình tương ứng bộ đó, thì trong phẩm Bà La Môn sẽ học tới cái này. Nhưng mà cái bài bản dịch này nó thì làm cho quý vị đọc quý vị hiểu sai lắm, chúng tôi không có làm công việc ở tại đây được, tại vì sẽ không có thời giờ. Chỉ nói một cách rất ngắn gọn như vậy là Đức Phật ngài dạy về một điều mà làm cho vị đó hơi ngạc nhiên khi mà nói về thọ sanh. Thọ sanh đại khái để kể là mình nói là mình sanh ra ở trong giai cấp nào, xuất thân từ đâu. Tại vì trong cái ở trong cái quan niệm của Bà La Môn nặng về giai cấp, nặng về giai cấp. Ví dụ như là cái người mà chúng ta thường đi ra bên ngoài đánh giá người khác là qua cái lợi tức giàu nghèo, người đó thuộc về giới trung lưu hay thượng lưu, hay là bình dân, hoặc giả là nhà khoa bản hay không khoa bản, v.v. Thì khi hỏi Đức Phật thì Đức Phật ngài dùng cái đánh ngọn lửa, ngài dạy rằng đừng nói về thọ sanh, hãy hỏi về sở hành, chứ đừng nói rằng mình sanh ở đâu, đừng nói rằng sanh trong giai cấp nào, thân thế ra sao, mà hãy hỏi rằng người đó làm gì, sở hành là gì. Thì người nói rằng giống như lửa đó, nó phát ra từ củi, từ cái nhiên liệu, từ chất đốt, có khi là cỏ, có khi là gỗ, có khi là phân bò, nhưng mà khi đốt chung quy nó là lửa thôi. Và nó rất lửa, nó có một cái lửa, nó là một cái hiện tượng mà nó không có tùy thuộc nhiều vào cái nhiên liệu đâu. Thì cái chuyện thọ sanh á, nó giống như là mình hỏi rằng đốt bằng củi gì, đốt bằng củi rơm, hay là đốt bằng cỏ khô, hay là đốt bằng cây khô, hay là đốt bằng phân bò, là đừng có hỏi là đốt bằng cái gì, mà quan trọng là hỏi là có lửa hay không. Hãy có lửa cháy thì lửa đó có sức nóng, lửa có thể nấu cơm, lửa có thể hữu dụng được. Thì ý đó là đừng hỏi về thọ sanh, đừng hỏi về thân thế sanh như thế nào, mà hãy hỏi về cái sở hành. Và ngài dạy rằng tất cả những vị nào mà tu tập được xem là bậc thượng sanh, những vị nào có tu thì được xem là cao quý á,
Người nào hiểu được lẽ thật thì xem là cao quý, hiểu được đạo lý xem là cao quý. Dạ. Mà những ai mà sống có tà quý, sống theo chánh pháp thì cũng dường vì đó thì có phước nhiều. Khi mà chúng ta có dịp thì chúng ta sẽ đọc cái bản hiệu đính trong bài học tới. Những bài học tới ông Bà La Môn này khi mà cúng dường thì quan nhận cúng dường cho người đời sanh trong giai cấp Bà La Môn, trong giai cấp cao quý thì được phước. Đức Phật nói không, không phải là trong trong cái thọ, dòng dõi thọ sanh, mà chính là do cái sở hành. Sở hành tức là cái hành vi của vị đó, sống có tạm quý, sống với lẽ thật, sống với cái sự chuyên tâm hành trì đó, thì ai mà cúng dường thì mang lại cái lợi, một cái lợi ích, mang lại cái phước báo. Và thưa quý vị, Bà La Môn Sundarika thì nghe nói như vậy thì ông là một người có trí tuệ, ông là người có túc duyên, nên nghe Đức Phật dạy như vậy thì ông chợt tỉnh ra, ông nói ông thấy rằng điều đó đúng, thành ra ông cúng dường lên Đức Phật những cái tế phẩm đó, và Đức Phật đã từ chối. Nó giống như câu chuyện mà chúng ta nghe nói về Bà La Môn Sivadharacha. Đức Phật ngài dạy rằng chư Phật á không có thọ dụng, nhưng mà cúng dường do cái thuyết pháp hay do tụng đọc kệ chú, do tụng đọc pháp ngữ. Cái chữ này mà vì tụng hát kệ chú á, nếu mà chúng ta hiểu đến, chúng ta sẽ định là tụng ngâm pháp ngữ. Dạ, tụng ngâm pháp ngữ. Chữ ngâm đúng rồi, chữ hát. Thực ra thì người Ấn Độ đó thì họ có một cách làm lễ đó, thì họ hay đọc kinh giọng kéo dài giống như Thiên Chúa Giáo mà có hát những bản thánh ca vậy đó. Thì những cái gatha là những cái ca vịnh, những bài ca vịnh này xứng đáng thượng đế. Nhưng mà ở đây thì chư Phật không có thọ nhận cái vật cúng dường phát sinh do cái chuyện tụng đọc pháp ngữ. Và chỉ có khi nào một người cúng dường mà đơn thuần là vì phát tâm trong sạch hiểu biết thì mới thật sự là chính đáng là được chư Phật thọ dụng. Thì Bà La Môn ông mới hỏi rằng thưa tôn giả, như vậy là con phải cho ai những vật này? Ông hỏi thêm vậy. Thì Đức Phật thưa quý vị, ngài dạy rằng trong toàn thế giới chư thiên ma vương phạm thiên sa môn Bà La Môn, trong thế giới chư thiên và loài người, ta không thấy một ai ăn vật cúng còn lại này có thể tiêu hóa, ngoại trừ Như Lai và đệ tử Như Lai. Điều này thì nó cũng là một trường hợp, nó là trường hợp rất là đặc biệt mà chúng ta thấy nhiều lần xảy ra trong kinh, là khi mà Đức Phật và các cái vị đại đệ tử như ngày Kassapa hay là ngày Xá Lợi Phất, ngày Ma Ha Ca Diếp, ngày Bục Diên Liên, các vị A La Hán đi khất thực, thì thưa quý vị, thì có những người phát tâm để cúng dường thực phẩm đến Đức Phật và các vị tôn giả đó. Thì cái thực phẩm mà họ cúng dường là thực phẩm mà họ nấu ở trong nhà đó, họ có cái gì họ nấu họ đem ra họ cúng dường. Nhưng mà rất thường xảy ra trường hợp đó là có những vị chư thiên gọi là làm phước ké. Chúng tôi dùng chữ này nghe nó kỳ, đừng nghe chữ ké nghe nó kỳ lắm. Tức là thường chư thiên ít được làm phước, cũng thưa quý vị là thậm chí có nhiều khi làm phước bị rầy được. Bởi vì thấy làm con người mà con bị có những cái sướng là ví dụ ngày cá sấu bá, ngày đi ngày xuất tinh, ngày đi khất thực, ngày mong rằng để tạo cái phước duyên cho người nghèo, mà Thiên Chủ Đế thích hóa thành một con một người như là nhân loại, thân nhân loại, để
cúng dường mà ngài biết được ngài cũng rầy. Ngài biết được bị rầy. Thì khi mà chư thiên muốn làm phước đến Đức Phật và Chư Tăng á, thì các vị hay làm ké, tức là làm theo á. Người ta đem, người ta đựng thực phẩm về rồi các vị lại bỏ thêm vào trong đó. Mà bỏ rất nhanh, rất mau. Và cái thực phẩm trở nên rất là ngon. Nhưng mà cái người cũng không biết, người cũng không biết. Nhưng mà Đức Phật và Chư Tăng thì các vị đệ tử thì biết. Và cái thực phẩm đó đó, nó lại có một cái điểm như vậy là nó là một sự trộn lẫn giữa thức ăn của nhân loại và thức ăn của chư thiên. Thật ra do cái sự trộn lẫn giữa thực phẩm nhân loại và chư thiên như vậy đó, thì chư thiên không ăn được, mà loài người khác cũng không ăn được. Phải có những vị có thần lực, có thần thông đó, mới ăn là thể tiêu hóa. Đây là một trường hợp rất là đặc biệt. Đặc biệt là cái thực phẩm này, nếu mà không là Đức Phật, không là các vị đệ tử mà có thần lực thông đó, thì cũng không ăn cũng được. Và ngay cả khi mà Đức Phật đến nhà để trai tăng á, đến nhà để mà Phật tử họ cúng dường á, thì những người thì cúng dường ở đại tư gia thì cũng có những trường hợp chư thiên lại để thức ăn pha trộn vào trong thức ăn cúng dường. Và rồi sau khi ăn xong, Đức Phật này cũng dạy rằng những cái phần còn lại đó không, Đức Thiên không ăn, thì hãy đem đủ cái chỗ nào đó mà không có chúng sinh, và không có chúng sinh tức là không có những con vật sống ở đó, hoặc thì người ta đem khi đổ vào trong nước đó, thì nước nó sôi lên, tại trong đó có thực phẩm chư thiên, nó sôi giống như nước sôi vậy đó. Thì thưa quý vị đừng hỏi chúng tôi là tại sao thực phẩm chư thiên như vậy. Tại vì mình không phải là chư thiên, mình không biết. Nhưng mà đặc biệt chắc là chư thiên có cách nào đó mà giữ thực phẩm rất là nóng, nên chư Đức Phật dùng xong rồi bỏ nước nó vẫn sôi sụp sụp lên. Thì khi mà Bà La Môn Sundarika thấy thực phẩm để trong nước đổ trong sôi lên như vậy đó, thì vị này hoảng hốt sợ hãi, bà quay trở lại gặp Đức Phật. Quay trở lại gặp Đức Phật. Và rồi ở trong cái giây phút đó, Bà La Môn hoàn toàn không còn sống bằng thành kiến, không còn nghĩ suy nghĩ bằng định kiến, không còn suy nghĩ bằng riêng tư, mà tấm lòng ra, mở rộng ra để nghe những điều rất mới, nghe những điều rất lạ. Và đó là lúc thích hợp để Đức Phật nghe dạy rằng là cái chuyện cúng tế thờ lửa, cái chuyện cúng kiến và thờ phượng chỉ là chuyện bề ngoài thôi. Thì cái người tu thì là phải nên nhen nhúm cái ngọn lửa nội tâm. Để Đức Phật nói là thờ lửa là ngọn lửa nội tâm. Cái ngọn lửa đó, đó nó mới là thật sự lâu dài, mới dẫn đến quả vị hoàn toàn giải thoát. Thì cái ngọn lửa đó, đó là sự tu tập. Và nội tâm của mình là một tế đàn. Nội tâm tế đàn, tâm là chỗ tế. Và cái ngọn lửa tức là cái khả năng để xua tan cái ngã chấp, hay là thờ phượng lửa tức là khéo điều phục bản thân. Cái chữ tự ngã ở đây tức là bản thân. Bản thân. Câu nói này của Đức Phật lại một lần nữa đó cho chúng ta trở về một vấn đề rất là thực tế, là con người thờ lửa nhưng mà không bao giờ nghĩ đến chuyện thay đổi bản thân, chuyển hóa bản thân mình hết. Thì Đức Phật ngài xem là chuyển hóa khoảng bản thân đó, từ cuộc sống có tham sân si phiền não nhiều, bây giờ bớt tham, bớt sân, bớt si, có định, có niệm đó, thì đó là chuyện thờ lửa. Thờ lửa tức là chuyển hóa bản thân của mình. Và Bà La Môn Siddhartha là một người rất có thúc duyên. Khi mà nghe Đức Phật này dạy về cái sự vô ích của chuyện thờ lửa, sự vô ích của cái tẩy trần bằng nước của sông Hằng, Tịnh Thủy vân vân, mà chỉ dùng đến thiền pháp, dùng đến sự tu tập,
tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ, thì vị này gọi là vị đi theo con đường trung đạo và đạt đến cái bên bờ giải thoát hoàn toàn. Thì thưa quý vị, sau khi Đức Phật ngài dạy điều này thì Bà La Môn Siddhartha đã phát tâm hoan hỷ, quy ngưỡng Đức Phật. Và trong bài kinh này thì chúng tôi đã trích lại trong cái phẩm Bà La Môn. Mà trong phẩm Bà La Môn thì có rất nhiều bài kinh trước có nói đến cái đoạn một những vị Bà La Môn phát tâm quy ngưỡng Đức Phật và xin được xuất gia. Và Đức Phật đã nói rằng những vị mà ngoại giáo mà muốn xuất gia đó thì phải có 6 tháng biệt trú. Thì vị Bà La Môn thì chấp nhận điều đó. Nhưng mà Đức Phật đã nói đây là một ngoại lệ. Ngài biết cái căn tính chúng sanh thì ngài cho phép xuất gia liền. Và sau khi xuất gia không lâu thì vị này tinh tấn tu tập. Và trong một cái giai đoạn rất là ngắn là chính là quả A-la-hán. Và do vậy ở trong cái bài kinh này á, thay vì lặp lại như những bài kinh trước thì những bài kinh này dùng cái chữ chấm chấm chấm, ba chữ chấm để chúng ta hiểu rằng trường hợp này cũng xảy ra như vậy. Một vị Bà La Môn xuất gia và được Đức Phật đặt cho xuất gia sớm, và sau khi xuất gia thì tinh tấn tu tập và đắc đạo chứng quả. Có nghĩa là Bà La Môn Siddhartha Paradvajja đã tu tập, đã đắc đạo chứng quả, trở thành một bậc A-la-hán. Như vậy thì trong câu chuyện của Bà La Môn Siddhartha và quý Phật tử sẽ thấy một điều là con người của chúng ta thường có những cái rào cản. Rào cản của thành kiến, của định kiến, của kiến chấp. Và một ở trong những cái thành kiến mà khó bỏ nhất đó, đó là tín ngưỡng, đó là lễ nghi, đó là sự thờ phượng. Đừng nói chi là ngoại đạo, ngay trong Phật giáo đó. Thì thưa quý vị, có nhiều khi những vị tu sĩ đó cũng mang một cái tâm trạng suy nghĩ rằng mình tụng kinh Phật, mình cúng dường Phật, mình lo về vấn đề nghi lễ đó, thì như vậy là mình có sự tinh tấn, như vậy là mình đã gần với Pháp, như vậy mình đi theo con đường của Phật. Và phải nói rằng khi mà những vị mà quá chú trọng về vấn đề nghi lễ đó thì các vị không chịu dành thời giờ để tìm hiểu thêm về lời dạy của Đức Phật, để tu tập bản thân. Và do vậy đó, cả cuộc đời chỉ mang nặng cái màu sắc cúng kiến thôi. Đó là chúng tôi nói trong trường hợp tu sĩ Phật giáo. Đừng nói chi đối với những cái quan niệm của ngoại đạo như là phong tục thờ lửa. Quý vị thấy rằng những vị Bà La Môn mà bên Ấn Độ mà chúng tôi đi đó, mà mỗi buổi sáng sớm trời lạnh, chúng tôi sang bên Ấn Độ thường là cuối năm, thì cái mùa đó bên Ấn Độ tương đối lạnh, thưa quý vị, lạnh. Nhưng có những lúc mà xuống còn 10 độ C hay là 12 độ C, mà buổi sáng ra ngoài mà không mặc áo ấm là lạnh rung. Vậy mà những vị này có đủ cái niềm tin đó, xuống sông Hằng để tụng đọc thần chú, ngâm người nửa thân mình, ngâm nước tới ngang cái lưng quần, và vừa tụng chú vừa lấy tay bụng nước vào rồi rưới lên trên đầu mặt, lạnh chứ không phải là không lạnh. Và làm như vậy thì các vị tin là mình đang tinh tấn hành trì, nó chỉ là lễ nghi. Còn cái chuyện mà thờ lửa thì nó cầu kỳ lắm, rất là cầu kỳ. Trong cái sự tế lễ thờ lửa thì ngoài cái đền thờ rồi người ta còn có những cái ngũ cốc có sữa, và vị nào mà có tham gia những cái đàn tràng mà của người Tây Tạng họ cúng, họ rải rất nhiều, có nhiều khi 20-30 thứ lúa, lúa mì, lúa mạch, thứ này thứ kia khác nhau, và công phu lắm. Và càng làm như vậy thì người ta càng sùng tính, và người ta càng tin tưởng rằng mình đang sống với đời sống tinh thần, mình đang sống gần với chánh pháp, và điều đó nó sẽ trở thành một cái gì đó
mà nó tốt cho đời sau của mình. Nhưng mà Đức Phật Ngài nhắc nhở rằng nghi lễ là nghi lễ. Chúng ta không thanh tịnh hóa cuộc sống của chúng ta bằng nghi lễ, dù đó là thờ lửa, dù đó là tắm bằng nước của sông Hằng, hay bất cứ dòng sông thiên nào. Và ở trong bài kinh này thì Đức Phật dạy rằng cái sự chuyển hóa bản thân, tức là một cách thờ lửa, tại cuộc sống của mỗi người, đó là cái gì rất là thiêng liêng. Và chúng ta nên xây dựng sự thiêng liêng tốt đẹp. Hãy coi cái tâm mình là một nơi thờ phượng, hãy coi tâm mình là nơi thiêng liêng. Và trong cái nội tâm đó, chúng ta không muốn có những điều bận nhơ, chúng ta không muốn có những cái điều không thích hợp. Thì nếu chúng ta làm để tâm của chúng ta trang nghiêm đó, thì đó là một cái hình thức thờ phượng. Và cái ngọn lửa mà chúng ta thờ phượng đó chính là điều mà chúng ta gọi là cái lợi ích thật sự của bản thân. Ở trong đó có trí tuệ, ở trong đó có niệm, ở trong đó có định. Và đọc những bài kệ này thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật đưa ra một con đường chuyển hóa, chuyển hóa trong cách nhận thức, ở trong cái quan niệm về đạo giáo, quan niệm về tín ngưỡng, quan niệm về con đường tu tập, quan niệm về cứu cánh giải thoát. Và nó không phải dễ dàng. Khi chúng ta kể câu chuyện này ra đây đó, thì trước đây câu chuyện xưa xảy ra trên bờ Ấn Độ, nhưng mà nhìn lại chung quanh đấy, thưa quý vị, người ta nặng lòng cái cúng kính nhiều lắm. Chúng tôi biết rằng có rất nhiều Phật tử đi chùa mấy chục năm, nhưng mà để ý đến Phật Pháp lắm. Đụng chuyện là chỉ cúng kiến mà thôi. Đụng chuyện thì chỉ có chuyện cúng kiến. Thì thưa quý vị, ba câu chuyện mà chúng ta đề cập đến hôm nay, câu chuyện đầu là câu chuyện của một nàng dâu ngỗ nghịch, tức là nàng Sujata, con dâu của ông Cấp Cô Độc. Câu chuyện thứ hai, chúng ta nói về một vị tỳ kheo bị bệnh, cô đơn và bị bỏ rơi không người chăm sóc, mặc dù sống giữa trong năm chúng. Điều thứ ba nói về câu chuyện của Bà La Môn Sundarika, là một người chuyên về cúng tế và lấy cúng tế làm nền tảng, làm cứu cánh của đời sống tôn giáo. Đức Phật Ngài đã đến với những người này bằng chánh pháp, bằng những lời dạy. Và qua đó chúng ta thấy rằng Ngài làm một công việc rất là khó khăn, đó là chuyển hóa con người bằng sự hiểu biết, đó là chuyển hóa con người bằng ý thức, chuyển hóa con người bằng sự nhận biết cái gì mà thực sự có giá trị trong cuộc sống này. Chuyện đó không phải dễ. Ở trong cuộc sống này, mê hoặc người khác thì dễ, lôi kéo người khác thì dễ, tuyên truyền thì dễ. Nhưng mà làm sao cho con người có hiểu biết, về hiểu biết một cách chừng mực, một cách vừa phải, một cách không có cực đoan, một cách không có cuồng tính, khó lắm. Chúng ta nên nhớ cái bản chất của chúng ta là cuồng tính, bản chất của chúng ta là cao ngạo, bản chất của chúng ta là tự thị. Và quả thực khi mà chánh pháp được Đức Phật Ngài tuyên thuyết trong thế gian này đó, thì việc đầu tiên đó, là Ngài phải làm thế nào để cho con người trở về với một vị thế mà có khả năng lãnh hội chánh pháp. Giống như trong một kinh, về kinh Bố Dụ đó, Đức Phật dạy rằng tấm vải mà trước khi muốn nhuộm mình phải giặt sạch. Vị nào mà có nhuộm vải rồi biết rồi, tấm vải nó dơ không có nhuộm được. Tâm tư của một con người mà còn đầy dẫy những định kiến, thành kiến, cao ngạo, vô tâm thì rất là khó. Và Đức Phật Ngài làm công việc của một nhà giáo dục. Và khi chúng ta đọc lại hình ảnh của Đức Phật chăm sóc cho vị tỳ kheo bị bệnh và những gì mà Ngài đã làm sau đó, trong sự huấn thị của Chư Tăng, Ngài đã nói với Chư Tăng rằng các con là người xuất gia, không có cha, không có mẹ, các con không chăm sóc nhau thì ai sẽ chăm sóc các con? Và Ngài của ân gần nói thêm rằng người nào thương kính Như Lai là người đó sẽ chăm sóc cho các vị bạn đồng phạm hạnh khi bị bệnh.
rồi Ngài cũng ban hành giới luật. Và nếu một vị tỳ kheo, một vị giáo thọ, một vị thầy tế độ, một sa di, bất cứ ai ở trong tăng chúng, ở trong chùa, mà bị bệnh mà tăng chúng lại vô tâm, lại không có chăm sóc, bỏ rơi, thì tất cả tăng chúng đều phạm đức khai tăng. Đó là điều luật. Ngài cũng dạy rõ thêm thế nào là một người thích hợp để nhận cái sự chăm sóc khi bị bệnh, và ai là nhân tuyển thích hợp để chăm sóc người bệnh. Chúng ta thấy Đức Phật dạy cặn kẽ lắm, rất là cặn kẽ. Đức Phật không phải là một cái vị mà chỉ nói khơi hay là cần thì kêu lên la rầy vậy thôi, không phải. Cái cách dạy Đức Phật là dạy cho chúng ta hiểu biết, dạy cặn kẽ từng chút, dạy giống một người cha và cho con mình có trang bị đầy đủ những cái sự hiểu biết để lên đời. Chúng ta đọc những đoạn kinh này đó mà chúng ta không có cảm kích Đức Phật thì thật sự rất là bất hạnh cho chúng ta. Chúng ta đọc những đoạn kinh này mà chúng ta không thấy được cái lòng từ bi Đức Phật thì chúng ta rất là bất hạnh. Tại vì sao vậy? Tại vì Đức Phật cho chúng ta rất là nhiều, nhiều lắm thưa quý vị, rất là nhiều. Thì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử ở trong cái bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay thì chỉ có 3 câu chuyện thôi, nhưng mà câu chuyện cũng hơi dài. Thật ra chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tầm quý Phật tử. Ngày mai này thì chúng ta sẽ có giáo trình tương bộ mà vị giảng sư là Thượng tọa Tuệ Quyền. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Bích Kha, dạ, dạ con xin điện khuyết, dạ con kính ghi ơn sư và cảm ơn Thích Hoa Nguyệt. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và được kết, dạ con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý, như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã đắm tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ơn đã yểm trợ cho các phần hành trong lúc học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha, giá con kính tri ân. Chư tôn đức Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Kang ka pa pa ya ya mama ka